Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 5. Diệp Vãn Nhi chẳng thèm để ý đến mấy loại não tàn này, kéo Tần Lâm và Trần Thục Sải bước vào trong triển lãm. Mặc dù cô ấy cũng không biết rốt cuộc Tần Lâm có bao nhiêu tiền, nhưng cô chắc chắn rằng anh Tiểu Lâm thừa sức mua một con xe. Lúc đầu chữa bệnh cho Đoàn Bảo Đông đã kiếm được 10 triệu, mặc dù sau đó dùng số tiền này để mua nhà, nhưng với y thuật của anh Tiểu Lâm thì chắc chắn có gửi tiết kiệm một phần. Ba người đến triển lãm xe, quả nhiên không khiến Tần Lâm thất vọng, những con xe ở đây đều rất ok, bất kể là về kiểu dáng, chất lượng hay là các phương diện khác đều rất xuất sắc. Mỗi hãng xe đều có đặc điểm riêng, vì thế chỉ cần chọn ra chiếc xe có kiểu dáng mà mình thích là được rồi. Ba người vào trong, Từ Bằng lập tức đi theo, nói với vẻ cợt nhả. Tôi giới thiệu cho các người biết con xe địa hình Mercedes-Benz Big G này thế nào nhé. Tính năng của con xe này rất tốt, hệ số an toàn cao, hơn nữa kiểu dáng cũng đẹp, rất hợp với các người đấy. Từ Bằng đương nhiên không phải có lòng tốt đến để giới thiệu mà hắn muốn sỉ nhục Tần Lâm. Con xe Mercedes-Benz Big G là mẫu xe địa hình cao cấp, hơn 3 triệu tệ, về mặt tính năng thì không phải nghi ngờ, nhưng giá rất đắt, vì thế rất ít người có thể mua được. Không phải Tần Lâm thích ra vẻ sao, vậy thì cứ giới thiệu con xe đắt nhất cho anh, xem anh còn ra vẻ được nữa không. Diệp Vãn Nhi nhíu mày, tớ không thích chiếc xe này, to quá. Thực sự rất ít con gái thích loại xe địa hình kiểu dáng lớn. Trần Thục ở bên cạnh nói, tớ lại khá thích, con xe này ngầu thật đấy. Trần Thục cũng chỉ thuận miệng nói chứ cô ấy không mua nổi, chỉ đến ngắm mà thôi. Trần Thục nói xong, Tần Lâm hỏi. Hả? Cô thích à, vậy tôi tặng cô một chiếc nhé. Tần Lâm nói xong, Trần Thục sững sờ, Từ Bằng sững sờ, đám bạn học ở phía sau cũng há hốc mồm. Nói cái gì cơ? Tặng cô một chiếc? Nói phét gì vậy chứ, anh điên rồi sao? Đó là con xe sang hơn 3 triệu đấy. Chỉ là một tên bác sĩ quèn, đừng nói là tặng, ngay cả mua cho bản thân, anh cũng chưa chắc đã mua nổi. Từ Bằng đột nhiên phá lên cười, tiếng cười vừa lớn vừa khoa trương. Lập tức thu hút ánh mắt của đám đông. Này người anh em, anh nói phét thì nên có giới hạn chứ, anh biết con xe này bao nhiêu tiền không? Hơn 3 triệu tệ đấy. Còn tặng người khác sao, anh mua nổi không? Trần Thục cũng hoảng hồn, không ngờ con xe này lại đắt như thế. Ôi chào, tôi chỉ tiện mồm nói thôi, đi nào, chúng ta đi xem tiếp. Tần Lâm vẫn đứng im, anh nói. Nếu cô thích thì tôi sẽ tặng cô. Lúc nói Tần Lâm lấy thẻ ngân hàng ra chuẩn bị thanh toán. Trần Thục lập tức sửng sốt, vội nói. Đừng mà, con xe này hơn 3 triệu đấy, đừng vì giữ thể diện mà làm bừa. Cho dù Tần Lâm có mua nổi hay không thì Trần Thục cũng không muốn, thích thì thích thật, nhưng cô ấy thích nhiều thứ lắm, có thể mua hết về nhà sao? Tần Lâm cười, giữ thể diện, cô hiểu nhầm rồi, trước giờ tôi không giữ thể diện với loại não tàn, tôi thực sự muốn tặng cho cô một món quà nhỏ. Tần Lâm nói xong liền lấy thẻ ngân hàng rồi gọi nhân viên bán hàng. Quẹt thẻ. Nhân viên bán hàng lập tức cầm thẻ, tất tưởi chạy đi photo hợp đồng, Từ Bằng lập tức cười mỉa mai. Tôi nói này người anh em, anh cũng vẻ quá rồi đấy nhỉ, con xe giá hơn 1 triệu tệ anh nói tặng người khác là tặng, anh xem chúng tôi đều là lũ ngốc à. Trước đó tôi nghe nói, rất nhiều thương hội kinh doanh trên mạng hợp tác với những công ty bán hàng này, giả vờ mua xe. Sau khi chụp ảnh diễn kịch xong thì đưa 200 tệ là xong. Không ngờ bây giờ những người bán xe này còn phát triển hình thức kinh doanh mới. Diễn kịch giúp người khác, cái bộ dạng như anh giống với người mua nổi chiếc xe 3 triệu tệ sao? Diệp Vãn Nhi nhíu mày, Từ Bằng, bọn tớ không bảo cậu đi theo, nếu không muốn xem thì cậu có thể rời đi, đừng đi theo bọn tớ nữa. Từ Bằng cười khẩy, tớ muốn xem anh ta trả tiền kiểu gì, sao nào, tớ cũng đến đây xem xe. Các người dựa vào gì mà đuổi tớ đi chứ? Thực sự chẳng có gì để nói với loại vô liêm sỉ này, Diệp Vãn Nhi quay đầu phớt lờ hắn, ghét thật sự. Một lúc sau nhân viên bán hàng cùng một thanh niên mặc vest chạy đến. Tôi họ Lưu, mọi người có thể gọi tôi là quản lý Lưu, xin hỏi chiếc thẻ này là của ai vậy? Tần Lâm nói, là của tôi. Lần trước dùng thẻ của Long Ích Huy bị hiểu lầm, vì thế lần này Tần Lâm dùng thẻ của mình. Chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Quản lý Lưu cười khẩy một tiếng, xin lỗi anh, cậu bán hàng này không biết tấm thẻ này, nhưng tôi thì biết. Đây là thẻ đen vạn năng do Ngân hàng Thụy Sĩ phát hành cách đây 5 năm, sử dụng phổ biến trên toàn thế giới,
không những có thể làm thẻ tiết kiệm mà còn có thể làm thẻ tín dụng, hạn mức tín dụng là 1 tỷ. Giới thiệu đến đây, mọi người đều há hốc mồm, không ngờ rằng tấm thẻ này lại có lai lịch khủng vậy. Nhưng lúc quản lý Lưu nói lại không tỏ thái độ kính nể với Tần Lâm mà lại ra vẻ chất vấn. Tôi muốn hỏi là tại sao anh lại có tấm thẻ này? Lúc quản lý Lưu hỏi, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Tần Lâm. Đúng vậy, người thanh niên này trông bình thường, trên người chẳng có thứ đồ hàng hiệu nào, có thể sở hữu tấm thẻ lợi hại như này sao? Từ Bằng ở bên cạnh nghe thấy cũng sững sờ, sau khi quản lý Lưu nói xong hắn mới hiểu ra. Ha ha, không mua nổi là không mua nổi, còn làm thẻ giả nữa, bây giờ thì hay rồi, có người biết được rồi. Tần Lâm nhíu mày. Đây là thẻ của tôi. Quản lý Lưu cười khẩy, mặc dù tôi chỉ là một quản lý kinh doanh quen, nhưng cũng biết chút ít. Theo những gì tôi biết, trên thế giới tổng cộng chưa đến 10 người giữ tấm thẻ này, hoặc là tỷ phú, hoặc là tổng thống, tóm lại đều là những nhân vật nổi tiếng, còn anh có vẻ khác biệt rất lớn so với họ đấy nhỉ. Tên quản lý Lưu này không phải có tính xem thường người khác, chỉ là tấm thẻ này quá đỗi đặc biệt, vừa hay anh ta cũng biết chút ít. Đông Hải chỉ là thành phố hạng 2 mà thôi. Lẽ nào thực sự có nhân vật khủng đến mua xe sao? Kết quả nhìn Tần Lâm trẻ tuổi như thế, hoàn toàn không giống người có tiền, cần phải xem xét về lai lịch của tấm thẻ này. Tần Lâm cạn lời, con người bây giờ đúng là hay tự cho mình là đúng. Nếu thế thì tôi đổi thẻ khác là được đúng không? Tấm thẻ này anh được tặng khi cùng sư phụ xuống núi chữa bệnh cho một vị tỷ phú thế giới, anh cũng không ngờ nó lại có lai lịch khủng như vậy. Quản lý Lưu cười khẩy, đổi. Xin lỗi, bây giờ tôi không thể trả lại thẻ cho anh được, tôi nghi ngờ đây là đồ ăn cắp. Lời của quản lý Lưu khiến Tần Lâm cau mày. Tôi nói lại lần nữa, đây là thẻ của tôi. Quản lý Lưu hừ lạnh lùng một tiếng, thẻ của anh sao? Người giữ tấm thẻ này đều là nhân vật có thân phận cao quý, hoặc là anh ăn trộm thẻ, hoặc là anh làm giả thẻ, cho dù là trường hợp nào đi nữa thì anh đều phải chịu tội, bảo vệ. Bảo vệ qua đây. Quản lý Lưu hét lên như thế, lập tức mấy tên bảo vệ cầm dùi cui điện lao đến. Dám gây chuyện ở trung tâm triển lãm, muốn chết sao? Từ Bằng không những đứng hóng chuyện mà còn đổ thêm dầu vào lửa, hắn gào lên. Vãn Nhi, cậu xem bạn trai cậu là hạng người gì vậy, còn làm bác sĩ sao, theo tớ thấy chắc anh ta làm giả bằng đúng không? Mấy người bạn học đằng sau cũng lộ vẻ mặt châm biếm, Diệp Vãn Nhi đúng là mất mặt thật đấy. Tìm một người bạn trai không có bản lĩnh đã đành, lại cứ đòi bì với Từ thiếu gia là người anh có thể bì nổi sao? Lúc bảo vệ đang làm ầm lên, một người đàn ông trung niên tiện đường đi đến. Tiểu Lưu, xảy ra chuyện gì thế? Quản lý Lưu nhìn thấy thế bèn cúi đầu chào hỏi. Chủ quản Triệu, người này làm giả thẻ đen vạn năng của ngân hàng Thụy Sĩ, tôi chuẩn bị khống chế anh ta rồi giao nộp cho cảnh sát. Chủ quản Triệu cau mày lại. Làm giả thẻ đen vạn năng sao? Đùa tôi à, ai mà lại to gan thế chứ? Chủ quản Triệu bước đến chỗ đám đông, nhìn thấy Tần Lâm, ông ta khẽ nhíu mày. Nói thật thì ông ta cũng không tin thanh niên trẻ tuổi như Tần Lâm có thể sở hữu tấm thẻ đen vạn năng của ngân hàng Thụy Sĩ. Nhưng dù sao chủ quản Triệu cũng là lãnh đạo, phải xử trí khôn ngoan một chút. Tiểu Lưu, mang máy bầu đến đây để quẹt thẻ, sau khi quẹt thẻ thành công. Đối chiếu số chứng minh thư trên biên lai với số chứng minh của cậu này chẳng phải sẽ biết là thật hay giả sao? Quản lý Lưu cười, lãnh đạo, việc gì phải làm thế chứ? Thẻ của anh ta chắc chắn là giả, thể nào cũng không quẹt được. Chủ quản Triệu nhíu mày, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, cứ làm theo quy trình đi. Vâng ạ. Quản lý Lưu cầm máy bầu đến, quẹt thẻ của Tần Lâm ở trước mặt mọi người. Tinh! Thực sự quẹt thành công. Hơn 3 triệu tệ đấy, nếu như tấm thẻ này không phải của Tần Lâm thì tội rất lớn. Nhanh chóng có biên lai, bởi vì là thẻ đen vạn năng nên thông tin trên biên lai cũng không giống với thẻ ngân hàng khác, trên đó viết số chứng minh thư của Tần Lâm. Tôi có thể xem chứng minh thư của cậu được không? Chủ quản Triệu cũng rất khách sáo, Tần Lâm đưa chứng minh thư cho ông ta đối chiếu từng con số. Vài giây sau, mặt chủ quản Triệu biến sắc. Giơ hai tay trả lại thẻ ngân hàng và chứng minh thư cho Tần Lâm, ông ta cúi người nói. Xin lỗi cậu Tần, lúc nãy là hiểu lầm, thẻ này đúng là của cậu. Ông ta vừa dứt lời, đám đông lập tức im lặng. Chiếc thẻ lợi hại này thực sự là của Tần Lâm sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau,
lẽ nào Tần Lâm thực sự là phú hào ẩn danh sao? Chủ quản Triệu quay đầu lạnh lùng nhìn quản lý Lưu rồi nói. Với tố chất của cậu không xứng làm việc ở chỗ chúng tôi, cậu bị đuổi việc rồi, hơn nữa không được làm việc ở ngành này nữa, sau này cậu làm ở ngành khác đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quản lý Lưu sợ hãi, mặt biến sắc. Đừng mà chủ quản, tôi sai rồi chủ quản, đừng đuổi việc tôi. Anh Tần, cầu xin anh, là tôi có mắt như mù, tầm nhìn hạn hẹp, cầu xin anh tha thứ cho tôi. Lúc này quản lý Lưu van nài cầu xin không một ai thương tiếc anh ta, gây tội thì phải tự chịu tội. Tần Lâm thấy bực mình, vậy bây giờ chúng tôi có thể lái xe đi được chưa? Được chứ, đương nhiên là được rồi, thực sự xin lỗi cậu Tần. Chủ quản Triệu cứ xin lỗi khiến Tần Lâm hơi khó chịu. Được rồi, chúng tôi chỉ muốn lấy xe thôi, mau lên. Chủ quản Triệu đích thân phục vụ, quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng. Ngoài chiếc Mercedes mua cho Trần Thục Gia thì anh còn mua cho Diệp Vãn Nhi một chiếc xe thể thao Maserati với giá hơn 2 triệu, nhìn vô cùng đẹp mắt. Thấy Tần Lâm sảng khoái mua liền hai chiếc xe sang với giá 5 triệu như vậy, đám bạn học kia mới cảm thấy chấn động kinh hoàng. Hóa ra Tần Lâm thật sự là nhà giàu ngầm. Lúc này bọn họ hối hận muốn chết. Nếu lúc trước họ không đối xử như vậy với Tần Lâm mà tạo mối quan hệ tốt với anh thì có khi anh lại mua cho họ một chiếc ô tô đấy. Mà dù không tặng thì cũng có thể giúp đỡ chút gì đó thì sao? Và lại, quen biết một người có nhiều tiền như vậy thì tiền đồ sẽ mở hơn với Từ Bằng nhiều. Sắc mặt Từ Bằng lúc này khó coi kinh khủng, mặt vô cùng u ám. Trần Thục, xe này của cô sẽ bị công ty trưng dụng. Anh ta là con của ông trai công xưởng ni lông từ tị mà mới chỉ được đi một con Porsche Cayenne chiêu đến mấy trăm nghìn. Trần Thục chỉ là một công nhân bình thường mà lại đi xe sang như thế khác nào cả vào mặt anh ta. Trần Thục chau mày, đây là xe tư nhân của tôi, sao công ty lại trưng dụng chứ? Từ Bằng lạnh lùng hừ một tiếng, công ty nghi ngờ cô ở bên ngoài có quan hệ mập mờ với người khác, tác phong sinh hoạt không tốt, lai lịch xe không rõ ràng, công ty sẽ trưng dụng. Mặt Trần Thục tối sầm lại, anh nói vớ vẩn cái gì thế hả? Ai mập mờ với ai cơ? Đừng có tưởng rằng công ty là do các người mở nên muốn nói gì cũng được. Từ Băng cười khẩy, ừ, công ty do nhà tôi mở nên tôi muốn làm gì thì làm đấy, cô làm gì được tôi nào? Trần Thục, bây giờ tôi chính thức thông báo với cô thế này, một là cô để công ty trưng dụng xe, không thì cô nghỉ việc, cút xéo đi. Trần Thục chua xót nói, về thì về. Vừa nói, nước mắt cô vừa rơi xuống không ngừng. Bố con nhà Từ Bằng đúng là quá đỗi khinh người. Trần Thục làm việc ở công xưởng mấy năm liền mới lên chức quản lý nho nhỏ. Bọn họ ỷ là cấp trên mà coi thường Trần Thục. Cô ấy đã không chịu nổi từ lâu rồi, nhưng công việc mà cô vất vả bấy lâu nay bỗng dưng mất hết làm cô ấy ấm ức vô cùng. Diệp Vãn Nhi cũng vô cùng tức giận, không ngờ Từ Bằng lại là loại người như vậy. Tiểu Thục đừng khóc, cùng lắm thì chúng ta không làm nữa, đi chỗ khác làm. Từ Bằng cười khẩy, đi chỗ khác, hừ, tôi sẽ bảo bố tôi nói với các đồng nghiệp trong ngành ni lông rằng cô có phẩm hạnh tồi tệ, để xem còn ai dám thuê cô. Anh ức hiếp người quá đáng, Trần Thục ấm ức vô cùng, rõ ràng cô ấy chẳng làm gì nhưng lại bị bắt nạt như vậy. Sắc mặt Tần Lâm cũng trầm xuống, nói, Tiểu Thục, cô không cần phải đổi chỗ làm đâu. Từ Bằng nghe vậy thì cười, sao, nghĩ thông rồi à, khuyên cô ta ở lại công xưởng của chúng tôi. Nhưng mà tiếc quá, tôi đây đổi ý rồi. Tôi không hứng thú với con xe này của cô nữa, tôi sẽ đuổi cậu. Bộ dạng ngang ngược của Từ Bằng giống hệt một con chó điên. Tần Lâm lạnh lùng nhìn hắn ta rồi nói. Mày ngông cuồng đấy, thế thì cái công xưởng này của chúng mày cũng sẽ không còn nữa đâu. Anh nói xong, Từ Bằng nghe vậy thì sửng sốt một chút rồi thì bật cười. Ha ha, mày giả vờ ít thôi, có tí tiền là oai lắm à. Mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào chuyện nhà chúng tao? Công xưởng của bọn tao mất hết, mày thử hộ tao cái. Tần Lâm cười lạnh lùng, vậy thì tao thử cho mày xem. Nói rồi, Tần Lâm rút điện thoại ra, gọi cho số của lãnh đạo Tôn. Mấy giây sau, đầu bên kia đã nghe điện. Tiểu sư huynh, tôi là Tôn Kiến Dân đây. Công xưởng ni lông Từ Thị, trong nửa tiếng, tôi muốn ông chủ của bọn họ mất đi tất cả. Được. Tần Lâm cúp máy, ánh mắt mọi người nhìn vào anh cũng trở nên khác lạ. Chém gió quá trời. Sao mà lố vậy? Bọn họ thừa nhận mình có coi thường Tần Lâm.
không ngờ anh lại là người có tiền. Nhưng cũng chỉ là người có tiền mà thôi, có nhiều tiền hơn Từ thiếu gia thì sao chứ? Công xưởng nhà họ Từ là của họ, sao Tần Lâm có thể nhúng tay vào xí nghiệp của nhà họ Từ được chứ? Coi như là vì bất bình cho Trần Thục thì hỗ trợ kinh tế cũng là quá lắm rồi. Trần Thục là người làm của nhà họ Từ, Tần Lâm dù có kiêu ngạo đến mấy thì cũng không thể thay đổi được chuyện này. Lại còn muốn nhà họ Từ mất đi tất cả. Quá ngông cuồng, Tần Lâm nghĩ mình là ai vậy? Tần Lâm cúp máy, biểu cảm của Từ Bằng cũng trở nên vô cùng thú vị. Họ Tần kia, hôm nay đúng là mày đã giúp tao mở mang tầm mắt đấy. Không ngờ lại có người chém gió đến mức độ thượng thừa như vậy, mày đúng là số một Đông Hải đấy. Mày có biết nhà họ Từ chúng tao có vị trí gì trong ngành không? Mày có biết nhà chúng tao có bao nhiêu đối tác không? Một cú điện thoại mà mày đòi làm cho nhà họ Từ tao mất hết á, phét lác ít thôi. Vào lúc Từ Bằng đang lải nhải không dứt, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông rồn rập khiến Từ Bằng cảm thấy hồi hộp. Hắn rút điện thoại ra, người gọi là bố của hắn. Alo, bố ạ. Sau đó, đầu bên kia truyền đến tiếng gào thét của bố Từ Bằng. Tiên sư mày, mày chán sống à? Mày đắc tội ai rồi thế hả? Từ Bằng ngẩn ra, từ trước đến giờ bố hắn chưa bao giờ tức giận như vậy cả. Sao vậy bố? Sao vậy à? Công xưởng nhà chúng ta đi đời rồi. Tao vừa nhận được mười mấy cuộc điện thoại của các đối tác, họ đòi chấm dứt hợp đồng với chúng ta. Ngân hàng toàn thành phố cũng từ chối cho nhà họ Từ chúng ta vay tiền. Các cửa hàng xuất khẩu cũng không nhận hàng của chúng ta nữa, mày nói xem là làm sao? Thằng nhiệt tử này, thằng xúc sinh nhà mày. Ngân hàng không cho vay, bên xuất khẩu không nhận hàng, tất cả sản phẩm của công xưởng ni lông Từ thị chỉ có thể ở lại trong kho. Vốn lưu động bị cắt đứt, ngân hàng sẽ nhanh chóng tìm đến, cưỡng chế thu mua cái công xưởng của bọn họ. Công xưởng ni lông Từ thị xong đời rồi. Đầu óc Từ Bằng bỗng trở nên trống rỗng, cả người mộng mị, cảm giác mơ hồ, điện thoại cũng không cầm chặt, rơi xuống, chân tay lảo đảo, ngã ngồi xuống đất. Mấy giây sau, điện thoại của Tần Lâm vang lên. Alo, tiểu sư huynh, chuyện công xưởng ni lông Từ thị đã được xử lý xong. Sư huynh còn muốn dặn dò gì nữa không ạ? Tần Lâm đáp, chờ sau khi ngân hàng cưỡng chế thu hồi công xưởng thì giao cho một quản lý của công xưởng này đi, cô ấy tên Trần Thục, sau đó thì công xưởng lại tiếp tục vận hành. Vâng, anh cúp máy không quá 2 phút thì Trần Thục đã nhận được thông báo của ngân hàng bảo cô ấy mấy hôm nữa đi làm thủ tục bàn giao, nhận lấy công xưởng ni lông Từ thị. Trần Thục bối rối, tôi là xưởng trưởng ư. Tần Lâm mỉm cười, đúng vậy. Nếu là nơi cô đã làm lâu rồi thì chắc cô có nhiều cảm tình với nó lắm. Tôi sẽ bảo tập đoàn Mạnh Thị đầu tư cho cô một khoản, mở rộng quy mô ra. Trần Thục mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tần Lâm. Cảm ơn anh. Lúc này cô ấy cũng không biết nên nói gì khác nữa. Sáng hôm nay cô vẫn còn là một nữ công nhân bị người ta bắt nạt đến mức sắp nghỉ việc, lái một chiếc xe điện mà thôi. Mà giờ cô lại đã lái một con Mercedes cấp G. Nhảy lên vị trí trưởng xưởng của công xưởng ni lông lớn nhất thành phố. Sao mà có thể thay đổi khủng khiếp như vậy chứ? Từ Bằng ngồi bệt dưới đất cũng đã hiểu được, Tần Lâm không phải tên bác sĩ nhà quê rách dưới nào cả, Tần Lâm chính là người mà hắn không thể động vào. Anh Tần, Tần gia, tôi sai rồi, là tôi có mắt như mù, xin anh tha cho tôi, trả lại công xưởng cho nhà chúng tôi, cầu xin anh đấy, Từ Bằng chật vật như một con chó đang vẫy đuôi xin xỏ. Các bạn học nhìn hắn, ánh mắt đủ loại cảm xúc. Nhưng lại không một ai thấy tội nghiệp cho hắn. Rời khỏi showroom, ba người lái chiếc xe mới đi tìm một quán cà phê để uống. Trần Thục cảm khái, không nghĩ sau 10 năm xa cách, Tần Lâm lại trở nên lợi hại như thế. Rõ ràng là 10 năm không về, đến lúc xuất hiện thì lại có một thân phận như vậy, đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Trần Thục vốn có cuộc sống không mấy dễ dàng, giờ lại có công xưởng rồi trở thành phú bà trong nháy mắt. Cho nên kích động vô cùng. Anh Tiểu Lâm, tôi thật không biết làm sao để cảm ơn anh nữa. Nghe nói tháng sau là buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ đấy, tôi sẽ mời hai người đi xem. Tần Lâm ngần ra, ánh mắt ngơ ngác. Không lẽ là anh Tần Lâm không biết Tô Văn Kỳ? Tần Lâm lắc đầu, anh không biết thật. Trong 10 năm nay, anh luôn theo sư phụ học tập. Mặc dù anh cũng hay xuống núi và tiếp xúc với máy tính, điện thoại, xe hơi thường xuyên. Nhưng anh lại không quan tâm lắm đến giới giải trí. Đến cả Diệp Văn Nhi cũng hơi cạn lời, Tô Văn Kỳ là thiên hậu nổi nhất hiện giờ đó anh.
đến Đông Hải mở buổi hòa nhạc không phải là dễ dàng đâu, còn không biết có mua nổi vé không ấy sao thiên hậu, nữ ca sĩ nổi tiếng số 1 showbiz Trần Thục nói, cậu yên tâm, tớ quen trường fan club của Tô Văn Kỳ. Nếu không được thì tiêu thêm chút tiền cũng được, dù sao cô ấy cũng là xưởng trường của Ni Lông Đại Vương rồi, tiêu chút tiền có đáng gì đâu. Tần Lâm cũng cười đồng ý, ba người nói chuyện cả một buổi chiều, đi ăn xong cơm tối rồi mới ai về nhà nấy. Về nhà, vào đến phòng, Tần Lâm nhíu mày, hình như trong nhà có một mùi thơm kỳ lạ. Dì Phùng từ trong bếp đi ra, nói, cậu chủ về rồi hả, ăn cơm chưa, dì nấu cho cháu nhé. Cháu ăn rồi ạ. Nhà mình có người hả gì? Dì Phùng đáp với vẻ áy náy, à, ban nãy dì ra ngoài thì gặp người bệnh này nằm trước cửa nhà chúng ta, nên mới đỡ cô ấy vào. Tần Lâm đáp, dạ không sao, dì làm đúng mà. Lương y như từ mẫu. Nếu anh đã nhận lấy kế thừa y thuật của sư phụ thì phải chữa bệnh cứu đời, trên đường gặp bệnh nhân không thể bỏ rơi. Dì làm việc đi ạ, để cháu xem thế nào. Tần Lâm đi vào trong phòng. Thấy một người phụ nữ mặc quần bò, áo hoodie hồng nằm trên giường. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là còn trẻ. Anh đến gần thì phát hiện người phụ nữ này còn đeo cả kính đen và đội mũ nữa. Tần Lâm không chạm vào cô ấy mà ngồi xuống TH mép giường, bắt mạch cho cô ấy. Cô gái này có nước da rất tốt, người hơi lạnh. Một giây sau, anh buông cổ tay cô ấy ra, bất lực lắc đầu. Bệnh gì mà bệnh, rõ ràng là quỷ uống say, nhưng cũng không thể trách gì Phùng được. Có một cô gái nằm trước cửa như thế, làm gì có ai phân biệt được là kẻ say hay người bệnh chứ? Uống nhiều thì cũng coi như là bệnh mà. Tần Lâm cầm lấy mấy bụi cỏ thuốc, đem vào phòng bếp giã nát, rồi đổ một bát nước lạnh vào đó. Rồi anh quay về phòng, tháo mũ của cô gái xuống, lấy nước lạnh lau mặt cho cô ấy. Nếu là người khác nhìn thấy gương mặt này nhất định sẽ kêu lên. Đây chẳng phải là Tô Văn Kỳ hay sao? Tướng mạo của Tô Văn Kỳ đúng là không thể nào mà chê nổi. Xinh đẹp khó tả, mỗi một đường nét đều là những vòng cung đẹp đẽ nhất thế giới. Nhìn từ góc nào cũng thấy xinh đẹp động lòng người, khác hẳn các cô gái xinh đẹp kiểu đại trà ngoài kia. Bọn họ mặt xinh dáng đẹp sẽ khiến người khác muốn tiến gần, chỉ muốn ngắm mãi. Còn Tô Văn Kỳ thì thuộc dạng xinh đẹp đến nghẹt thở, làm người ta nhìn một lần mà không dám liếc sang lần hai. Tô Văn Kỳ lúc này nằm trên giường, dáng người mềm mại hiện ra. Mặc dù cô ấy đang mặc áo hoodie rộng thùng thình nhưng vẫn có thể nhìn được vòng một đầy đặn. Truy cập vào chuyên chấm oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Nhưng mà Tần Lâm cũng lại không biết Tô Văn Kỳ. Trong mắt anh, đây chỉ là một bệnh nhân bình thường, chứng bệnh là say xỉn mà thôi. Tần Lâm lấy nước thảo dược lau trán vào huyệt thái dương của cô ấy, cuối cùng lấy một chén nhỏ dư lại rót vào miệng cô ấy. Khu khu, vài phút sau, Tô Văn Kỳ tỉnh lại, mở mắt ra. Thảo dược của Tần Lâm đúng là vô cùng hữu hiệu, cảm giác quay mòng mòng trong đầu đã mất, dạ dày cũng không sôi trào như trước nữa, đầu óc sảng khoái. Nhìn thấy bản thân nằm trên giường của một người xa lạ, Tô Văn Kỳ giật nảy mình. Anh là ai? Anh đã làm gì tôi? Tần Lâm ngồi TH ghế sofa bên cạnh, nhìn cô ấy rồi lạnh nhạt nói. Cô uống say rồi nằm gục trước cửa nhà tôi, giờ cô ổn rồi thì đi đi. Tô Văn Kỳ sợ hết hồn. Vội vàng kiểm tra lại quần áo của mình, thấy mọi thứ vẫn bình thường, sờ vào cái trán hơi ướt nhẹp của mình thì thấy mùi thuốc nồng nặc. Lúc này cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Anh là ai? Tần Lâm đáp, tôi là bác sĩ. Mặc dù say rượu không tính là bệnh nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Ban nãy tôi lau ít thuốc cho cô đó, cũng không tốn bao nhiêu nên không cần trả tiền đâu. Cô đi đi, vừa nói, Tần Lâm vừa đứng dậy tiễn khách. Tô Văn Kỳ sững sờ, chờ đã. Anh không biết. Tôi, Tần Lâm đáp, không biết. Tô Văn Kỳ hơi kinh ngạc, nhìn Tần Lâm trẻ tuổi mà còn là phái nam. Dạo này đàn ông lứa tuổi 20 đều phải biết Tô Văn Kỳ cô chứ nhỉ? Đúng là khó tin thật. Tôi là Tô Văn Kỳ, là ca sĩ. Tô Văn Kỳ sửng sốt, à, tôi có nghe nói rồi. Tô Văn Kỳ lúc này mới nở nụ cười. Vậy mới đúng chứ, cô ấy là thiên hậu đó, sao có thể không nhận ra được? Nếu Tô Văn Kỳ mà biết Tần Lâm chỉ nghe đến cô ấy từ mấy tiếng trước thì chắc chắn cô ấy sẽ sụp đổ mất. Cô đi được rồi đó, tôi còn phải nghỉ ngơi đây. Tô Văn Kỳ hơi sụp đổ. Đây là lần thứ ba Tần Lâm đuổi cô đi rồi đấy. Cô là Tô Văn Kỳ đó, là nữ thần của đàn ông, thiên hậu của châu Á. Nếu là người khác thì chỉ hận không thể trò chuyện thêm với cô. Người này thì hay quá rồi, đuổi cô như đuổi tà. Bác sĩ này. Tôi vẫn hơi đau đầu,
tôi có thể th lại đây nghỉ ngơi một chút không? Tần Lâm chau mày, không biết cô gái này là đau đầu thật hay giả đấy. Ừ, vậy cô nghỉ ở đây, tôi ra phòng khách. Đừng mà, Tô Văn Kỳ cong chân lên, siết lấy chăn, bĩu môi nói. Tôi hơi sợ, anh ở lại đây đi. Tần Lâm nghĩ một lúc, thôi được, cô nghỉ đi, tôi ngồi một lúc. Nói rồi, Tần Lâm liền ngồi xuống, hai mắt khép hờ. Tô Văn Kỳ bực bội, người này làm sao đấy? Chẳng lẽ là Tô Văn Kỳ cô không có sức hấp dẫn hay gì? Phụ nữ là một sinh vật vô cùng mâu thuẫn. Một nam một nữ ở trong một phòng, Tô Văn Kỳ nên sợ Tần Lâm làm gì mình mới phải. Nhưng giờ Tần Lâm xa lánh cô ấy như vậy, đến liếc mắt cũng không thèm, ngược lại còn khiến Tô Văn Kỳ cảm thấy thất bại. Tô Văn Kỳ bĩu môi, lấy điện thoại mở phần mềm nghe nhạc ra rồi bật bài hát mới phát hành lên. Âm nhạc du dương truyền khắp căn phòng, dịu dàng êm tai. Tô Văn Kỳ không kìm được mà bắt đầu hát lên, âm thanh dần lấn át tiếng trong điện thoại. Giọng hát của Tô Văn Kỳ rất êm tai, vang trong phòng như là âm thanh từ thiên nhiên. Kiểu hát live này không phải ai cũng được nghe. Hết một bài, đến cả Tô Văn Kỳ còn thấy hài lòng. Cô mở mắt nhìn Tần Lâm. Nè, bác sĩ, tôi hát cũng được chứ? Tần Lâm mở mắt ra, khẽ gật đầu. Cũng tạm, Tô Văn Kỳ nhất thời cạn lời. Cái gì mà tạm chứ? Bản cô nương là thiên hậu đấy. Nếu tôi hát mà cũng tạm thì những ca sĩ kia khỏi phải hát đi. Tô Văn Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Người đàn ông này chắc chắn là một tên đầu gỗ, nếu không sao anh ta sẽ thờ o mình chứ. Tần Lâm thật ra không phải người lục căn thanh tịnh, không gần nữ sắc. Chẳng qua là anh đi tu hành cùng sư phụ nhiều năm, gặp được quá nhiều mỹ nhân tuyệt đỉnh. Biết bao nhiêu nhà giàu muốn gả con gái cho anh nhưng đều bị sư phụ anh từ chối. Vì vậy nói anh đào hoa cũng không sai. Cho nên, chỉ dựa vào sắc đẹp không thôi thì rất khó làm Tần Lâm động lòng. Tô Văn Kỳ ca hát nhiều năm, không ngờ lại thất bại liên tiếp khi gặp Tần Lâm. Cô đành bất lực ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài. Tô Văn Kỳ nằm trên giường của Tần Lâm, cảm giác rất thoải mái. Một ngày nghỉ hiếm có như thế, nên Tô Văn Kỳ không muốn đi ngủ sớm. Nè bác sĩ, anh biết chơi game không? Đánh liên quân với tôi nhé. Tôi không biết chơi, vậy PUBG thì sao? Tôi bắn súng giỏi lắm. Cũng không biết, Tô Văn Kỳ chịu chết, đây là con trai ngày nay sao? Không biết chơi game luôn. Cô khó khăn lắm mới lén chạy ra ngoài dạo chơi một ngày, chẳng lẽ phải nhìn tên đầu gỗ này ngồi thiền một đêm sao? Tôi hơi đói, anh đưa tôi ra ngoài ăn vặt được không? Tần Lâm cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn Tô Văn Kỳ. Cô không sợ đám chó săn ngoài kia à? Tô Văn Kỳ sửng sốt, sao anh biết bên ngoài có chó săn? Tô Văn Kỳ sở dĩ không dám đi ra ngoài là vì sợ đám chó săn ngoài kia. Thiên hậu nổi tiếng say rượu giữa đêm không phải là một tin tức hay, nếu bị người ta phát hiện thì sẽ thành tin xấu ngay. Dù Tô Văn Kỳ tuổi không lớn lắm, nhưng cũng coi như lão làng trong ngành, dĩ nhiên là biết thực lực của đám chó săn. Bây giờ đám chó săn đó chắc chắn là đang ngồi bên ngoài chờ trực rồi, chỉ chờ Tô Văn Kỳ đi ra là sẽ bị chụp ngay. Nhưng một bác sĩ bình thường như Tần Lâm, không biết Tô Văn Kỳ là ai, nhưng lại biết bên ngoài có chó săn. Tần Lâm mỉm cười không nói. Anh không những biết, mà còn rõ ràng cả vị trí của ba tên chó săn ngoài kia cơ, chẳng qua là Tô Văn Kỳ không thể hiểu được sự huyền diệu bên trong. Tô Văn Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, anh giúp tôi giải quyết đám chó săn ngoài kia được không? Tần Lâm lắc đầu, không có hứng thú. Anh không muốn can dự vào chuyện của giới giải trí, mặc dù anh cũng cảm thấy việc chó săn chụp trộm ảnh cuộc sống riêng tư của người ta thì không có chút đạo đức nào, nhưng anh vẫn không muốn xen vào chuyện của người khác. Tô Văn Kỳ nói, anh xem, dù sao tôi cũng là một ngôi sao lớn. Hôm nay anh giúp tôi nợ anh một ân tình, sau này anh có chuyện gì cần nhờ thì tôi cũng sẽ giúp lại anh này. Ví dụ như kết hôn, sinh nhật, cầu hôn, hay là khai trương công ty, đại diện cho xí nghiệp gì đó này, nếu có ngôi sao lớn xuất hiện thì chẳng phải là rất có thể diện hay sao? Tần Lâm vốn không có hứng thú với Tô Văn Kỳ, nhưng khi cô ấy nói xong thì anh thấy cũng đúng đúng. Vài ngày nữa, Tần Lâm sẽ khai trương y quán, có khi sẽ cần đến Tô Văn Kỳ. Được, cô muốn tôi giúp thế nào? Tô Văn Kỳ nói, anh nghĩ cách đuổi bọn họ đi, sau đó đi ăn với tôi, vậy là coi như tôi nợ anh một ân tình. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, Tần Lâm lại thấy thú vị, xem ra cuộc sống của ngôi sao nổi tiếng cũng không nhàn nhã như người bình thường tưởng tượng. Chỉ là đi dạo phố ăn vặt bình thường thôi mà cũng trở thành một loại hy vọng xa vời. Được nói xong, Tần Lâm liền đi ra ngoài rồi trở về trong mấy phút.
xong rồi, Tô Văn Kỳ buồn bực, anh giải quyết kiểu gì vậy? Tần Lâm bình thản đáp, ủng hộ chúng tôi, truy cập vào chuyên.oan để đọc truyện nhé. Tôi nói là, bọn họ mà không chịu đi thì tôi sẽ giết bọn họ. Tô Văn Kỳ, anh là bác sĩ hay là đồ tể vậy? Nhưng mà dù thế nào đi nữa là Tần Lâm cũng đã giải quyết xong đám chó săn, và Tô Văn Kỳ cũng có thể ra ngoài đi dạo. Cô ấy đội mũ và đeo kính lên rồi nói, cảm ơn nha, anh giúp người thì giúp cho chót, đi dạo với tôi đi, yêu cầu thêm cái gì thì cứ nói. Tần Lâm đáp, tôi có hai người bạn là fan của cô, khi nào cô tổ chức buổi hòa nhạc ở Đông Hải thì cho tôi mấy tấm vé là được. Chuyện nhỏ như con thỏ, Tô Văn Kỳ ăn mặc kín kẽ rồi cùng Tần Lâm đi ra ngoài. Trên đường đi, Tần Lâm tiện tay đọc tài liệu về Tô Văn Kỳ. Tra xong thì anh hơi kinh ngạc. Không phải vì sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng của Tô Văn Kỳ mà là vì dòng đánh giá trên mạng. Thiên hậu xinh đẹp lạnh lùng. Nghe nói Tô Văn Kỳ là người lạnh lùng ngang ngược, thuộc kiểu tính cách như nam chính chủ tịch trong ngôn tình, vô cùng nghiêm khắc với nhân viên, cũng rất hà khắc với bản thân. Một năm qua, số lần cô ấy nở nụ cười vô cùng ít. Một lời giới thiệu đơn giản như vậy, cùng với tấm hình Tô Văn Kỳ vô cùng lạnh lùng. Tần Lâm quay đầu. Nhìn cô gái nhảy nhót như chim sẻ bên cạnh thì mới hiểu ra, người trong giới giải trí đúng là không thể tin được. Tô Văn Kỳ ở ngoài đời và trong tỷ vi đúng là khác biệt quá lớn. Nè, bác sĩ Tần, con phố này có chỗ nào ngon thì anh chỉ tôi nhé, tôi đeo kính đen nên không nhìn thấy gì lúc nãy. Tô Văn Kỳ chỉ vào quán bar rồi uống cho say chứ chưa có gì bỏ bụng, nên giờ cô đang đói vô cùng. Tần Lâm gật đầu, chỗ này tôi cũng hay tới, để tôi dẫn cô đi. 10 năm trước. Tần Lâm thường xuyên ở phố ăn đêm trong thành phố ăn uống. Mặc dù khi ấy anh là cậu chủ nhà họ Tần, nhưng đồ ăn vỉa hè cũng vô cùng ngon. Hai người đi đến một gian hàng bán canh gà đậu phụ, mua ít xiên đậu phụ. Quán này đã mở được 10 năm rồi, vô cùng đắt khách. Có thể thấy được đồ ăn TH đây cũng rất ngon. Tô Văn Kỳ ngửi thấy mùi hương cũng vô cùng thèm thuồng, cùng xếp hàng với Tần Lâm. Nhưng vào lúc này, một âm thanh bất ngờ vang lên. Tần Lâm quay đầu, thấy một cô gái có vài nét thân thuộc, cùng mấy người nhìn cũng rất quen mắt, nhưng anh lại không nhớ ra là tên gì. Tần Lâm, là cậu, vừa rồi chúng tôi còn không dám gọi. 10 năm không gặp, cậu khác thật đấy. Tần Lâm nghĩ một chút, cậu là Cao Dương à? Cao Dương gật đầu, Tần thiếu gia còn nhớ tôi thì đúng là vinh hạnh. Người này chắc cậu cũng nhớ nhỉ? Vương Hương Giai. Tần Lâm nhìn Vương Hương Giai, hai người gật đầu một cái, bầu không khí trở nên hơi lúng túng. Hồi còn đi học, Vương Hương Giai luôn có ý với Tần Lâm, theo đuổi Tần Lâm, nhưng Tần Lâm không một lần đáp lại cô ta. Sau đó, nhà họ Tần gặp chuyện, ý nghĩ gả vào nhà giàu của Vương Hương Giai cũng tan biến. Cứ tưởng là Tần Lâm đã chết, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Vương Hương Giai nhìn Tần Lâm một lượt, tỏ vẻ khinh miệt. Quả nhiên, không còn gia tộc chống đỡ, cái đám con nhà giàu này cũng chẳng là gì cả. Nhìn cách ăn mặc bình thường đến không thể bình thường hơn của Tần Lâm. Cô ta đoán là chắc Tần Lâm chẳng có nổi một công việc ổn định đâu, hoặc không là làm một số công việc lao động chân tay gì đó. Cũng may năm xưa không gả cho cậu ta, không thì cùng nhau chết đói mất. Mới tối mà đem bạn gái đến đây ăn, đúng là nghèo túng. 10 năm qua, Vương Hương Giai lại sống vô cùng tốt. Cô ta tìm được một người bạn trai có bản lĩnh, nên cuộc sống rất khá giả. Vương Hương Giai tới đây ăn chỉ để hoài niệm hương vị ngày xưa thôi. Ăn mãi sơn hào hải vị cũng chán, thỉnh thoảng phải đi trải nghiệm cuộc sống của tầng lớp thấp hơn. Mà với Tần Lâm thì chắc mấy món ăn 10, 20 tệ này đều là món đồ xa xỉ quá. Vương Hưng Giai mang theo thái độ cao cao tại thượng cùng tư thế của một phu nhân nhà giàu nhìn Tần Lâm, hỏi với vẻ mặt hài hước. Đây là bạn gái cậu à? Không đợi Tần Lâm trả lời, Tô Văn Kỳ đã tiến lên ôm lấy cánh tay của Tần Lâm. Đúng vậy, Tô Văn Kỳ đeo kính đen. Mặc quần áo bình thường nên không ai nhận ra được. Coi như có cảm thấy giống thì cũng không ai dám hỏi. Tô Văn Kỳ là ai chứ? Thiên hậu châu Á, hơn nữa bình thường cô ấy lạnh lùng bá đạo, sẽ không đi cùng một tay mơ như vậy đâu. Vương Hưng Giai cười khẩy, bĩu môi. Nghèo khổ như vậy rồi mà cũng tìm được bạn gái, nhưng cô gái này có thân hình cũng được, nhưng trời tối mà còn đeo kính đen thì chắc cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam. Làm gì có ai lại đeo kính đen rồi đội mũ khi đi ra ngoài vào ban đêm chứ? Chắc chắn là trong mặt có sẹo hay thậm chí là vết bớt. Tóm lại là chắc phải có tật xấu, bằng không thì sao lại vừa ý kẻ nghèo như Tần Lâm chứ? Tần Lâm cảm thấy đám người này hơi quái gở, nên không muốn quan tâm đến bọn họ.
Anh mua xong xiên đậu phụ thì dẫn Tô Văn Kỳ đi thẳng. Sao cô lại bảo cô là bạn gái tôi? Tần Lâm hỏi. Tô Văn Kỳ cười hi hi, anh không thấy bọn họ cứ nhìn tôi mãi à? Mấy người gây nhau hả? Tôi giúp anh chống đỡ chút. Tần Lâm im lặng, anh không thèm quan tâm mấy chuyện này. Mua xiên đậu phụ xong, hai người tìm một quán thịt nướng ven đường, ngồi trên băng ghế nhỏ trước cửa, gọi chút đồ rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tô Văn Kỳ như một đứa trẻ được bảo bọc đến hư, ăn như hổ đói, không có chút khí chất thục nữ nào, nhưng nhìn cô ăn rất ngon, đến Tần Lâm cũng bị cô ảnh hưởng, nên anh ăn cũng không ít. Hai người đang vui vẻ ăn thì mấy người kia lại xuất hiện. Uầy, lại gặp nữa nè, đã lâu không gặp, hay là chúng ta ăn chung đi? Tần Lâm chau mày, thôi, tôi với bạn tôi ăn được rồi. Thôi mà, yên tâm đi, chúng tôi không để cậu mời đâu. Sao mà hẹp hòi vậy chứ? Lời của bạn học khiến hai người Tần Lâm cau mày. Tần Lâm không muốn ăn cơm với bọn họ là vì cảm thấy đã bao nhiêu năm không liên lạc rồi, cũng chẳng cần ngồi xuống ăn với nhau bữa cơm làm gì. Nhưng bọn họ lại cho rằng, Tần Lâm sợ tốn tiền, mấy người trông có vẻ quen thân lắm liền ngồi cùng bàn với bọn Tần Lâm. Phục vụ, tôi muốn gọi 100 xiên thịt trong menu. Ha ha, đã ăn mấy quán lề đường thế này thì đừng tiếc 2-3 đồng bạc, đưa bạn gái đi ăn cơm cũng nên hào phóng một tí nhỉ. Đúng không Tần Lâm? Tần Lâm không đáp cũng chẳng thèm nhìn bọn họ, đám người trông có vẻ thân quen lắm này đúng là khiến người khác phản cảm. Tô Văn Kỳ cũng vùi đầu ăn cơm, sợ sẽ bị người khác nhận ra. Vương Hưng Giai thấy vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Tần Lâm, anh không cần khó chịu, cứ coi tôi như người bình thường là được. Lời của Vương Hưng Giai khiến mọi người cảm thấy hài hước. So với Tần Lâm bây giờ, Vương Hưng Giai cũng được coi là một phú bà giàu có. Bởi vì chuyện lúc trước nên giữa hai người vẫn có chút lúng túng. Vương Hưng Giai bảo Tần Lâm coi cô ta là người bình thường, trên thực tế cũng vì muốn nhắc nhở anh, bây giờ thân phận của hai người không giống nhau. 10 năm trước, Vương Hưng Giai theo đuổi Tần Lâm, nhưng không được Tần Lâm đáp lại. 10 năm sau, thân phận của hai người thay đổi nhiều đến vậy, đúng là thế sự xoay vần mà. Dù sao Vương Hưng Giai đã muốn nhắc đến chuyện này, nên mấy người bạn học kia cũng rối rít phụ họa theo. Ha ha. Vương Hưng Giai đúng là giản dị dễ gần mà, đã trở thành một phú bà giàu có rồi vẫn thích đi chơi cùng lũ bạn học chúng tôi, nghe nói bạn trai cậu cũng là người trong giới giải trí nhỉ. Vương Hưng Giai nở nụ cười thần bí, gật đầu, biết Tô Văn Kỳ phải không, bạn trai tôi và Tô Văn Kỳ làm cùng công ty. Wow, thật hay giả vậy, bạn trai cậu là đồng nghiệp của Thiên Hậu Tô à? Là quản lý nghệ sĩ hay đạo diễn vậy? Tần Lâm quay đầu nhìn Tô Văn Kỳ, Tô Văn Kỳ nhún vai một cái. Ý bảo cô ấy không biết. Công ty Thiên Ngu là tập đoàn lớn, có hàng trăm nghệ sĩ, hàng nghìn nhân viên, sao cô ấy quen hết được? Vương Hưng Giai nói, bạn trai tôi có thể coi là nhà sản xuất, đã làm việc với nhiều ngôi sao lớn. Oa, giỏi thế, tôi nghe nói Tô Văn Kỳ tháng sau sẽ tổ chức buổi hòa nhạc, có thể xin vé không? Tôi cũng muốn xin chữ ký, nếu được gặp Tô Văn Kỳ thì tốt quá. Vương Hưng Giai lắc đầu, cái này tôi không biết, tôi chỉ là người ngoài ngành. Chờ tí nữa bạn trai tôi đến đón, tôi hỏi anh ấy xem sao. Mấy người bạn học kia đều bắt đầu ngưỡng mộ cô ta. Vương Hưng Giai tốt số thật đấy, gả cho ông chồng giỏi giang đến vậy, sau này biết đâu cũng được làm ngôi sao. Nói vớ vẩn gì thế, Vương Hưng Giai bây giờ là phú bà giàu có đó, việc gì phải ra ngoài làm lụng vất vả chứ may mà lúc đầu không có gì, Vương Hưng Giai với được gả vào nhà giàu. Cuối cùng mấy người bạn học mặc dù không nói toẹt ra, nhưng ba chữ, không có gì, cũng đã nói lên tất cả. Nó có nghĩa là lúc đầu Vương Hưng Giai không cặp với Tần Lâm, nếu không bây giờ cũng chỉ có thể làm một người bình thường, ngày ngày vắt óc lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Mặc dù bây giờ cô ta sống rất tốt, nhưng cô ta vẫn không hề quên mối thù năm đó Tần Lâm từ chối cô ta. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để lấy lại mặt mũi đó. Phải nhục nhã anh một phen mới được. Vương Hưng Giai ngẩng đầu nhìn Tô Văn Kỳ, rồi nói với Tần Lâm. May mà năm đó anh từ chối tôi, nếu không tôi cũng không thể gả cho một người tốt đến vậy, tôi có nên cảm ơn cứu mạng, này của anh không? Tần Lâm tùy tiện đáp lại, chỉ gật đầu chứ chẳng thèm trả lời. Vương Hưng Giai cười nhạt, anh không cần tự tị, tôi thấy bạn gái anh đeo kính râm, có phải là có sẹo không, hay là có tật gì? Mọi người đều là bạn bè, cô bỏ kính xuống đi, không sao đâu, chúng tôi không cười cô đâu mà. Tần Lâm nghe xong liền cau mày. Nếu mấy người không biết cách ăn nói thì sang chỗ khác ăn đi, tôi không hoan nghênh mấy người cho lắm đâu. Vương Hưng Giai cười nhạt, sao nào,
Tôi còn chưa giận, vậy mà anh tức trước rồi à? Bản thân sống không tốt thì thừa nhận luôn đi, với địa vị bây giờ của anh có thể tìm được bạn gái đã tốt lắm rồi, đừng có kén cá chọn canh. Xinh đẹp như tôi đây, biết đâu lúc trước anh còn tìm được, nhưng bây giờ e là khó lắm. Vương Hưng Giai nói chuyện mặc dù có hơi thẳng thừng, nhưng xã hội hiện nay đều vậy hết. Tôi của ngày hôm qua, bạn bỏ qua tôi của ngày hôm nay, bạn không với nổi. Vương Hưng Giai bây giờ là ví dụ điển hình cho câu nói đó. Năm đó anh còn là một thiếu gia nhà giàu, chẳng coi Vương Hưng Giai ra gì. Bây giờ thì sao, chỉ có thể có một cô bạn gái có bớt, bị tật, ra đường ăn quán vỉa hè còn phải đeo kính râm lo bị người khác nhìn thấy. Loại người dưới đáy cùng xã hội này, trong lòng chắc chắn phải tự ti lắm nhỉ. Vương Hưng Giai lúc này cảm thấy vô cùng hả hê, cứ như báo được thù lớn vậy. Tần Lâm cau mày, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Vương Hưng Giai. Cô cũng ảo tưởng quá rồi ấy. Năm đó tôi không coi cô ra gì, thì bây giờ vẫn vậy. Loại phụ nữ như Vương Hưng Giai nếu tâm tình thiện lương một chút thì đúng là không tồi. Chỉ có điều, trong đầu cô ta lúc nào cũng có ý nghĩ muốn trèo cành cao, bám vào nhà giàu, loại người thế này dù có đẹp đến đâu thì vẫn không đáng một đồng. Tần Lâm vừa dứt lời, Vương Hưng Giai lập tức nổi giận. Anh nói cái gì, không coi tôi ra gì, dựa vào anh sao, anh chẳng qua chỉ có thể tìm một con đàn bà xấu xí làm bạn gái. Anh có đủ tư cách để coi thường tôi sao? Khi Vương Hưng Giai nổi giận, có một người đàn ông đột nhiên đi đến. Giai Giai, sao vậy, sao lại nổi giận thế? Nhìn thấy người đàn ông kia, Vương Hưng Giai liền hạ hỏa, cô ta nói. Chồng à, em không sao, em gặp phải bạn học cũ thôi. Đây là bạn trai của Vương Hưng Giai, Lữ Chí. Dù sao cũng là bạn trai hiện tại, cô ta cũng không muốn cho anh ta biết chuyện lúc trước mình theo đuổi Tần Lâm. Vậy nên liền kết thúc đề tài này ở đây. Sao bây giờ chồng mới đến, anh bận gì à? Lữ Chí ngồi TH đó, cười ha ha mà nói. Chẳng phải tháng sau Tô Văn Kỳ có buổi hòa nhạc sao, anh đang xử lý chỗ vé đặc biệt có tư cách vào trong cánh gà. Vé đặc biệt có tư cách vào trong cánh gà sao, thật không vậy? Anh Lữ, anh là người quyết định chỗ vé này sao? Lữ Chí cười nhạt, đương nhiên rồi, tất cả vé đều do anh quản lý, anh muốn xử lý thế nào liền xử lý thế đó. Mắt mấy bạn học nữ lập tức sáng lên, mặt mày sùng bái mà nói. Anh Lữ, bọn em là bạn thân của Giai Giai, có thể bán cho chúng em mấy tấm được không? Ai ai cũng bắt đầu nũng nịu, mặc dù đang đứng trước mặt bạn gái, nhưng Lữ Chí vẫn rất hưởng thụ cảm giác này, anh ta cười nói. Được thôi, tôi sẽ cố gắng, mọi người tổng cộng có bao nhiêu người, vé bên trong tôi bao. Nghe đến đây, sắc mặt Tô Văn Kỳ trầm xuống, cô ấy cởi kính ra, ánh mắt lạnh lùng. Giọng điệu cũng lạnh như băng. Vé đặc biệt là để tôi tặng cho fan, tại sao lại đến tay anh? Tô Văn Kỳ là ca sĩ hạng A toàn quốc, vé của buổi hòa nhạc đương nhiên rất khó mua. Nhưng là ca sĩ, thực sự không quản được chuyện bán vé. Chỉ có điều Tô Văn Kỳ quá nổi tiếng nên mới có thể xen vào chuyện bán vé. Để có thể tặng vé cho fan, buổi hòa nhạc lần này cô ấy đã làm 500 tấm vé đặc biệt để mọi người giúp thăm trên Facebook, giá vé thấp. Hơn nữa còn có cơ hội vào trong cánh gà, fan đều cho rằng đây là hoạt động rất có tâm. Nhưng nghe lời Lữ Chí nói, 500 tấm vé này lại nằm trong tay anh ta. Khi Tô Văn Kỳ cởi kính xuống, mọi người đều trợn tròn mắt. Xinh đẹp quá, khuôn mặt được cởi bỏ chiếc kính không có bất kỳ tì vết, nghiêng nước nghiêng thành. Từ khoảng cách gần có thể thấy, Tô Văn Kỳ còn xinh đẹp hơn trên truyền hình, hơn nữa hôm nay cô ấy còn để mặt mộc. Lữ Chí trợn tròn mắt. Vừa nhìn liền nhận ra đây là Tô Văn Kỳ, dù sao cũng là đồng nghiệp, đã gặp qua Tô Văn Kỳ vài lần, vậy nên anh ta cũng phản ứng nhanh hơn người khác. Chị Tô, sao chị lại ở đây ạ? Đọc full tại chuyên chấm oan anh ta không thể nào ngờ, mình có thể gặp được Tô Văn Kỳ ở quán vỉa hè này. Mà cô ấy còn đi ăn với một người đàn ông. Khí chất lúc này của Tô Văn Kỳ giống trên truyền hình, lạnh lùng, bá đạo, cho dù ngồi đó không nói gì vẫn khiến người khác có cảm giác cô ấy như một nữ vương. Mọi người lập tức nhìn qua, Tô Văn Kỳ, thực sự là Tô Văn Kỳ. Không thể không nói, khí chất lạnh lùng cao ngạo này của Tô Văn Kỳ đem lại rất nhiều lợi ích cho cô ấy. Ít nhất là đám người vây quanh đứng xem kia, thấy Tô Văn Kỳ đang nổi giận cũng không dám túm tụng lại, đây đúng là khí chất của nữ vương. Còn đám Vương Hưng Giai lại trợn tròn mắt, vốn cho rằng, cô bạn gái kia của Tần Lâm chỉ là kẻ xấu xí, không thì cũng là người tàn tật, nếu không nửa đêm ra đường đeo kính râm làm gì. Nhưng nào ngờ, bạn gái của anh lại là ngôi sao lớn.
Lúc trước Vương Hưng Giai còn chế giễu Tần Lâm, nói Tần Lâm không tìm được bạn gái xinh đẹp, càng không thể tìm được cô nào xinh như cô ta. Bây giờ nhìn lại, tướng mạo của Tô Văn Kỳ thực sự cách xa Vương Hưng Giai cả trăm con phố. Thảo nào lúc nãy Tần Lâm nói không thèm coi cô ta ra gì, đúng là trước đây anh là thiếu gia nhà giàu, coi thường cô ta là đúng rồi. Bây giờ, bạn gái anh là Tô Văn Kỳ nên càng coi thường cô ta hơn. Vương Hưng Giai lúc này mặt mày đỏ rực, chỉ cảm thấy hai gò má đỏ gay gắt, khó chịu như bị ai tát cho mấy phát. Còn mặt Lữ Chí cũng xanh như tàu lá chuối. 500 tấm vé này vốn là bản thân mình tự tiện lấy, chuẩn bị dùng nó để kiếm lời. Vé của Tô Văn Kỳ qua tay anh ta có thể bán được cả nghìn tệ mỗi tấm, lợi nhuận của 500 tấm vé này lên đến mấy trăm nghìn. Nhưng nào ngờ anh ta lại bị bắt thóp ngay tại đây. Chị Tô, đây là lần đầu tôi làm chuyện này, sau này tôi không dám nữa, xin chị tha cho tôi lần này, tôi bảo đảm sau này không dám nữa. Tân Văn Kỳ lanh lùng nói tôi ghét nhất là loại người kiếm tiền trên fan của tôi, ngày mai anh đợi cảnh sát đến cửa đi. Chỉ với 500 nghìn. Đã đủ truy cứu trách nhiệm hình sự Lữ Chí rồi. Lời vừa dứt, Lữ Chí ngẩn người. Anh ta sắp phải ngồi tù rồi, Tô Văn Kỳ đứng dậy, kéo tay Tần Lâm nói. Chúng ta đi thôi, thực ra, cô ấy chẳng muốn bị người khác hiểu nhầm mối quan hệ của mình với Tần Lâm, nhưng chuyện đã đến nước này, mọi người đều nhìn thấy hết rồi, mặc dù không có paparazzi nhưng ngày mai tin tức này nhất định sẽ bị truyền khắp nơi. Thà thoải mái thừa nhận mình có bạn trai còn hơn bị hiểu lầm có kim chủ bao nuôi. Như vậy công chúng dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Tô Văn Kỳ đột nhiên trở mặt khiến Tần Lâm có chút không thích ứng được, không hồ là giới giải trí, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Giây trước còn là dáng vẻ chim non bám người, giây sau đã biến thành nữ vương lạnh lùng rồi. Hai người tiếp tục đi dạo chợ đêm, không vì mấy chuyện ruồi nhặng này mà mất hứng. Chỉ có điều, đổi con đường khác, Tô Văn Kỳ vẫn tiếp tục đeo kính râm, nhân cơ hội đám người kia chưa kịp phản ứng lại, hai người đã bỏ chạy. Này, bác sĩ, tôi còn muốn ăn xúc xích. Tần Lâm nói, cô ăn giỏi thật đấy, đống thức ăn lúc nãy đều do cô ăn hết đấy. Tô Văn Kỳ cười, mỗi tí này ăn thua gì, tôi là dạ dày vương đấy, sức ăn vô cùng lớn. Tô Văn Kỳ không hề khoa trương, trước đây cô ấy xuất thân từ nghiệp mắc bang, khi lên đại học đã có thời gian làm streamer rất hot, livestream cảnh mình ăn uống, sau này dần dần chuyển qua làm ca sĩ. Bây giờ rất nhiều dạ dày vương đều dựa vào cắt ghép và ăn xong liền nôn ra, số người dám livestream thực sự rất ít, vậy nên so với người khác, Tô Văn Kỳ thật sự khác người. Hai người vừa ăn vừa đi dạo thì đột nhiên bị một đám người chặn lại. Mấy người này mặc áo cộc tay, quần bò rách, trên người chẳng chịt mấy hình xăm lớn bé, mặt ai cũng hung dữ, vừa đến là biết không có ý đồ tốt. Đằng sau lưng bọn họ cũng có một đám người đi đến. Chính là Lữ Chí, người bán vé buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ. Lữ Chí, anh làm cái gì vậy? Tô Văn Kỳ nổi giận. Lữ Chí cười lạnh, dù sao tôi cũng sắp tiêu đời rồi, đã vậy thì chơi một trận lớn đi. Mấy người anh em, cô gái này là bạn gái cũ của tôi, bắt được cô ta, tôi cho mỗi người 200 nghìn. 200 nghìn, đám côn đồ này vừa nghe xong lập tức kinh ngạc vui mừng. Chỉ là bắt người mà thôi, lại còn là bắt một cô gái, giao cho Lữ Chí. Chuyện sau đó bọn họ cũng không quan tâm, cho dù mọi chuyện bị bại lộ, trách nhiệm mà bọn họ phải chịu cũng không quá lớn. 200 nghìn này không dễ kiếm nha. Đám côn đồ này lộ ra vẻ mặt hung ác, bước từng bước về phía cô ấy. Người đẹp, đắc tội rồi. Lữ Chí nỡ nụ cười hung ác, cô không để tôi sống yên, vậy cô cũng đừng hòng được yên. Bắt được Tô Văn Kỳ, rồi bắt cô ấy nôn ra toàn bộ tiền tiết kiệm, sau đó Lữ Chí cảm toàn bộ chỗ gia sản đó cao chạy xa bay. Trước khi chạy, tiện thể phải nếm thử mùi vị của nữ thần người người nhớ nhung này đã. Không ác không phải trượng phu, nếu như ngồi đó chờ chết, thứ duy nhất chờ đón anh ta chỉ có lao tù. Tô Văn Kỳ, đừng trách tôi ra tay độc ác. Sắc mặt Tô Văn Kỳ thay đổi, ngày thường cô ấy vẫn thường đem theo vệ sĩ, rất ít khi xuất hiện tình huống như vậy, cô ấy không kìm được mà nhích lại gần Tần Lâm. Đám côn đồ này nhìn thấy Tần Lâm liền hừ lạnh một tiếng. Quát con, biết điều thì cút. Nếu không đừng trách bọn tao không khách khí. Tần Lâm cười lạnh, đám tôm tép bọn mày nghĩ mình là ai vậy? Vừa nói, Tần Lâm vừa bước lên, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng có một giọng nói truyền đến. Đám tôm tép này không cần Tần Đại Sư phải đích thân ra tay. Tần Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy Đoàn Bảo Đông đem theo mấy người anh em đang lại gần. Đoàn Bảo Đông xuất thân nơi đường phố, giờ trở thành đại ca một phương rồi,
nhưng vẫn thường đưa anh em qua chợ đêm này ăn cơm. Không ngờ rằng, hôm nay lại gặp cảnh có người gây phiền phức cho Tần đại sư, đám người này đúng là muốn chết mà. Đám côn đồ lập tức trợn tròn mắt, anh Đông. Đám côn đồ như này có ai không nhận ra anh Đông chứ? Vừa thấy Đoàn Bảo Đông, mấy tên côn đồ sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Đoàn Bảo Đông đánh mắt qua Long Ích Huy, Long Ích Huy lập tức hiểu ý. Đưa đi, đừng làm bẩn mắt Tần đại sư. Anh Đông đừng làm thế, bọn em không dám làm vậy nữa, lần sau không dám làm vậy nữa. Đám côn đồ sợ đến mức sắp tè ra quần, nhưng vẫn bị Long Ích Huy lôi đi. Còn Lữ Chí đang đứng kia, mắt chữ A mồm chữ O, trợn tròn mắt, hai chân nhữ như bún, ngồi sụp xuống đất, mặt xám như tro. Đoàn Bảo Đông nhìn Tô Văn Kỳ nói, chị dâu thấy nên xử lý người này thế nào? Tô Văn Kỳ sững người, Đoàn Bảo Đông này hiển nhiên là người có quyền, sau lưng có nhiều người đi theo đến vậy, hơn nữa ông ta vừa xuất hiện, mọi người ở đây đều không dám ho hét tiếng nào, có thể thấy địa vị của người này không tầm thường. Nhưng khi nói chuyện với cô ấy lại tỏ ra vô cùng lễ phép, khiến cô ấy có chút khó hiểu. Chuyên chấm ngoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Báo cảnh sát đi, để cảnh sát đem anh ta đi. Lữ Chí tự tiện lấy mất 500 tấm vé vào buổi hòa nhạc của cô ấy, mấy trăm nghìn này đủ để anh ta ngồi tù vài năm. Tô Văn Kỳ gọi điện báo cảnh sát, chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến nơi. Ai là người báo cảnh sát? Tô Văn Kỳ bỏ kính râm ra, là tôi. Cảnh sát sững sờ, không ngờ người báo cảnh sát lại là một ngôi sao lớn. Đi cùng chúng tôi một chuyến. Lữ Chí bị còng tay lại, bị cảnh sát đưa về đồn cùng Tô Văn Kỳ. Lúc sắp rời đi, Tô Văn Kỳ còn đưa số điện thoại cho Tần Lâm, nói nhỏ bên tai anh. Hôm nay cảm ơn anh nhiều, hẹn lần sau gặp. Nói xong, Tô Văn Kỳ còn dí dỏm nháy mắt với Tần Lâm. Sau đó lại quay về khí chất lạnh lùng của thiên hậu, kiêu ngạo nhìn mọi người, từ từ rời đi. Tần Lâm không khỏi bu môi, cô gái này, lật mặt nhanh thật, cũng không biết đâu mới là bộ mặt thật của cô ấy. Khi Tô Văn Kỳ bỏ kính xuống, Đoàn Bảo Đông cũng vô cùng kinh ngạc. Ông ta đương nhiên biết Tô Văn Kỳ, bạn gái của Tần Đại Sư nhất định không tầm thường, nhưng ông ta không thể nào ngờ được lại là Tô Văn Kỳ nổi tiếng. Tô Văn Kỳ này có địa vị không thấp trong giới giải trí, mặc dù còn trẻ nhưng đã là bậc đàn anh đàn chị rồi. Không hồ là Tần Đại Sư, có thể tìm được bạn gái như vậy. Lần trước Long Ích Huy quay về kể với ông ta thủ đoạn của Tần Đại Sư, tay không bổ cưa điện, khiến Bùi đại ca sợ khiếp vía. Mặc dù Long Ích Huy không thể nào nói dối ông ta nhưng không nhìn tận mắt thì vẫn thấy hoài nghi. Cho dù có luyện qua bộ quyền kim trung cháo, thiết bố sam thì cũng không thể nào tay không bổ cưa điện được. Điều này khoa trương quá rồi. Trong ấn tượng của Đoàn Bảo Đông, Tần Lâm chính là thần y, cứu ông ta về từ cõi chết. Ông ta kính trọng và cảm kích Tần Lâm. Dù sao cũng quen biết được thần y như vậy, cuộc sống sau này nhất định được nhờ nhiều. Nhưng khi nghe Long Ích Huy kể, Tần Lâm lại có thủ đoạn như vậy, ông ta càng hiếu kỳ. Sau khi Tô Văn Kỳ rời khỏi, Đoàn Bảo Đông hỏi, Tần Đại Sư, bệnh tôi khỏi hẳn rồi, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu tử tế, hay là chúng ta đi uống vài ly đi. Tần Lâm gật đầu, cũng được, đi cùng Đoàn Bảo Đông nên mấy người cũng đổi chỗ khác. Dù sao cũng mời Tần Đại Sư ăn cơm, không thể chọn nơi mộc mạc thế này được. Mấy người đi đến một khách sạn lớn, chọn một gian phòng yên tĩnh. Cả bàn sơn hào hải vị, chỉ có Tần Lâm và Đoàn Bảo Đông ngồi, còn tất cả đàn em của ông ta đều đứng bên cạnh. Đoàn Bảo Đông đã sớm quen cảnh này rồi, vậy nên chẳng hề khó chịu. Nhưng ông ta cũng không ngờ, Tần Lâm ngồi đây cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, căng thẳng hay là khó chịu. Đoàn Bảo Đông không khỏi kinh ngạc, xem ra ông ta nên chào hỏi lại cậu Tần rồi. Hai người nói chuyện một hồi, sau đó Tần Lâm hỏi. Ố Đông Hải, ngoài ông và Bùi Lương ra, thì còn ai có địa vị như thế nữa không? Đoàn Bảo Đông cau mày, không ngờ Tần Lâm lại chủ động hỏi chuyện này, xem ra anh đang định xen vào chuyện của thế giới ngầm ở Đông Hải rồi sao? Tất nhiên mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, cho dù Tần Lâm có bản lĩnh, muốn xen vào cũng không phải chuyện dễ. Tần Đại Sư, có rất nhiều thế lực ở Đông Hải, trong đó tôi và ông chủ Bùi cũng khá có tiếng tăm. Đương nhiên là cũng có không ít người ngang hàng với chúng tôi, chẳng hạn như Kim Xà. Đoàn Bảo Đông vừa dứt lời, Long Ích Huy lạnh lùng hừ một tiếng. Kim Xà có tư cách gì để ngang hàng với anh Đông chứ? Đoàn Bảo Đông cười nói, Tiểu Long, đừng coi thường người khác, tuy chúng tôi không đội trời chung nhưng khách quan mà nói thì Kim Xà cũng có chút thủ đoạn đó. Long Ích Huy vẫn không phục,
thủ đoạn, đó đều là những thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi mà thôi, không thể so sánh với anh Đông được. Long Ích Huy vừa dứt lời, đột nhiên có một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía cửa. Vậy ư, vị họ Kim nào đó xấu xa thế sao? Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đột nhiên trở nên căng thẳng. Sắc mặt Đoàn Bảo Đông thay đổi, Kim Sa, cùng với giọng nói trầm khàn, cửa phòng riêng mở ra, một người đàn ông thấp bé cao khoảng 1,5 mét bước vào, hắn chính là Kim Sa. Có hơn chục người theo sau hắn, tất cả bọn chúng đều lao vào phòng riêng. Kim Sa cầm một khẩu súng trong tay, hắn chĩa họng súng đen ngòm vào đầu của Đoàn Bảo Đông. Anh Đông, vẫn khỏe chứ? Kim Sa cười một cách nham hiểm, điệu cười đặc trưng của một kẻ khẩu Phật tâm xà, cho dù là giọng nói hay nụ cười đều khiến người ta vô cùng khó chịu. Nhìn thấy bọn chúng có súng, Đoàn Bảo Đông và những người khác đều không dám động đậy, hôm nay Kim Sa đến đây quả thực không hề có thiện ý. Nhiều người như vậy, có thể đi lên đây mà không gây tiếng động, xem ra hắn đã chuẩn bị rất kỹ, không phải chỉ là ngày một ngày hai. Kim Sa, cậu muốn gì? Kim Sa cười khẩy, nói anh Đông, chẳng phải anh đã nói hai chúng ta không đội trời chung sao, một núi không thể có hai hổ, nếu anh đã không tha cho tôi thì đương nhiên tôi phải giết anh rồi. Kim Sa là một người nham hiểm độc ác, biết được Đoàn Bảo Đông hay đến đây ăn nên hắn đã nằm vùng ở đây được mấy ngày rồi. Quản lý nhà hàng và nhân viên phục vụ đều bị hắn mua chuộc, hoặc là bị uy hiếp, để đối phó với Đoàn Bảo Đông, hắn cũng đã phải hao tổn tâm huyết không ít. Đoàn Bảo Đông, hôm nay anh đừng mong sẽ bước được ra khỏi cánh cửa này. Kim Sa là một người hết sức thẳng thắn, không cần nói nhiều, cứ giết Đoàn Bảo Đông trước rồi tính, tránh đêm dài lắm mộng, để lỡ có xảy ra sai sót thì không ổn chút nào. Bụp, Kim Sa bóp cò, mọi người có mặt ở đó đầu vô cùng bàng hoàng. Toi rồi, lúc này, Tần Lâm đột nhiên vung tay. Vụt, cò súng vung lên cùng lúc với tay của Tần Lâm, sau đó, một tiếng, tạch, vang lên. Một chiếc đũa bị đóng thẳng vào tường. Còn Đoàn Bảo Đông vẫn bình an vô sự, tất cả mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đến một giây, khiến ai nấy đều hoang mang. Đoàn Bảo Đông quay đầu lại xem, ông ta phát hiện chiếc đũa đã đóng hẳn viên đạn vào tường. Đoàn Bảo Đông nhất thời rợn tóc gáy. Một chiếc đũa có thể ghim được một viên đạn. Tần đại sư, mạnh vậy sao? Bị súng bắn nhưng Đoàn Bảo Đông vẫn bình an vô sự, Kim Sa có hơi sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy chiếc đũa Tần Lâm ném ra thì hắn hoàn toàn chết lặng. Chuyện gì thế này? Nhưng thực tế không để hắn kịp phản ứng, vậy nên Kim Sa đã nhanh chóng quay đầu súng chĩa vào Tần Lâm, chuẩn bị bắn phát thứ hai. Nhưng tiếc là Tần Lâm sẽ không để cho hắn có cơ hội. Ngay khi Kim Sa đưa tay lên, chiếc đũa thứ hai đã bay ra ngoài. Cả cơ thể Kim Sa đột nhiên lùi về phía sau, va âm, một tiếng vào tường. Chiếc đũa thứ hai ghim vào cổ tay Kim Sa, đóng thẳng hắn vào tường. Long Ích Huy nhanh tay nhanh mắt, lập tức xông lên. Đoàn Bảo Đông và những người khác cũng nhanh chóng đứng dậy, mười mấy người ẩu đả qua lại. Vốn dĩ Kim Sa không mang nhiều người đến, nhưng có súng trong tay nên hắn mới dám xông vào, bây giờ đại ca đã bị chế ngự rồi, đương nhiên những tên khác cũng sẽ dễ dàng bị đè bẹp, chẳng mấy chốc Đoàn Bảo Đông đã hạ gục bọn chúng. Long Ích Huy trói Kim Sa lại với vẻ mặt hớn hở. Anh Đông, xử lý thế nào đây? Đoàn Bảo Đông nói, lôi ra ngoài, tìm nơi nào không có người rồi xử đi. Làm cho sạch sẽ một chút. Vâng, Kim Sa này là cái gai trong mắt của Đoàn Bảo Đông, giết hắn đi thì sau này Đoàn Bảo Đông sẽ dễ sống hơn. Vốn dĩ hôm nay là ngày chết của Đoàn Bảo Đông, nhưng không ngờ Tần Đại Sư ra tay lại có thể lật ngược thế cờ. Trước đây ông ta còn cảm thấy việc Tần Lâm bổ cưa điện bằng tay không có phần hơi khoa trương, nhưng hôm nay chứng kiến mới phát hiện ra được là không hề ngoa chút nào, Tần Đại Sư thực sự có kỹ năng đặc biệt. Trước đây ông ta chỉ luôn tôn trọng và cảm kích Tần Lâm. Bây giờ còn hơn thế nữa, đó là sự kính nể. Đoàn Bảo Đông đứng dậy, sau đó cúi đầu. Tần Đại Sư, cảm ơn cậu vì đã cứu mạng tôi ngày hôm nay, sau này tôi nguyện sẽ vì Tần Đại Sư làm mọi chuyện. Tần Lâm gật đầu, hôm nay anh ra tay tương trợ cũng là vì điều này. Thế lực ngầm ở Đông Hải cần phải được chấn chỉnh lại, nhưng anh lại không quen ai, Đoàn Bảo Đông đương nhiên là lựa chọn không tồi, ông ta làm ăn cũng nghiêm túc nên Tần Lâm cũng có ý muốn giúp đỡ. Ông đi giải quyết việc của mình đi, lúc nào cần tôi sẽ tìm ông. Vâng, Tần Đại Sư, lúc trước Đoàn Bảo Đông còn ngang hàng với Tần Lâm, thậm chí còn có cảm giác mình là chủ nhà, nhưng bây giờ ông ta đã phải cúi đầu với Tần Lâm, không dám có chút vượt quá bổn phận. Sau khi giải quyết Kim Sa xong, Đoàn Bảo Đông còn rất nhiều việc phải giải quyết nên Tần Lâm cũng không giữ ông ta lại nữa.
Sau khi Tô Văn Kỳ đến đồn cảnh sát, người đại diện tức tốc chạy đến, nhìn thấy cô liền nói. Bà cô của tôi ơi, sao lại đi mất dạng cả ngày hôm nay vậy, điện thoại cũng tắt, cô muốn làm cho tôi lo lắng đến chết hay gì? Tô Văn Kỳ điềm tĩnh, lạnh lùng nói. Chẳng phải bây giờ không có chuyện gì rồi sao? Không có chuyện gì, bà cô của tôi ơi, mau lên Facebook xem đi. Tô Văn Kỳ lấy điện thoại di động ra, mở máy, sau đó đăng nhập vào Facebook. Bạn trai Tô Văn Kỳ lộ diện, top 1 tìm kiếm, Tô Văn Kỳ đi dạo phố và ăn khuya cùng một người đàn ông, top 2 tìm kiếm. Danh tính bạn trai bí ẩn của Tô Văn Kỳ bị lộ. Top 3 tìm kiếm, nhân viên công ty của Tô Văn Kỳ bị bắt vì biển thủ 500 tấm vé buổi hòa nhạc, top 4 tìm kiếm. Xì căng đan của sao nữ luôn là chủ đề nóng hổi trong giới giải trí, bình thường Tô Văn Kỳ cũng khá là kín tiếng, chỉ khi nào ra album mới lên hot search. Bây giờ thì hay rồi, top 4 hot search đều liên quan đến cô. Tô Văn Kỳ xem một lượt, rồi điềm tĩnh nói. Chuyện này chị Điền giải quyết là được. Chị Điền bất lực lắc đầu, cô là tổ tông của tôi đó hả? Người đàn ông đó rốt cuộc là ai, tôi có biết không? Tô Văn Kỳ lắc đầu, anh ấy không phải người trong ngành, đừng hóng hớt nữa. Chị Điền thờ phào nhẹ nhõm, vậy thì được, không phải người trong ngành thì dễ giải quyết thôi, bà cô nhỏ. Lần sau xảy ra chuyện như vậy phải báo cho tôi biết trước, nếu không thì trái tim bé bỏng của tôi sẽ không chịu nổi đâu. Tô Văn Kỳ vẫn điềm tĩnh, nói, biết rồi. Người đại diện nhanh chóng làm thủ tục cho Tô Văn Kỳ, để cô rời khỏi đồn cảnh sát đang bị vây chặt bởi đám đông. Vừa lên xe, Tô Văn Kỳ nhìn thấy một người thanh niên, cô nhất thời cau mày. Anh làm gì ở đây? Người thanh niên tên Vương Tử, là một nam diễn viên nổi tiếng. Dựa vào ngoại hình và khí chất nên anh ta có rất nhiều fan nữ. Vẻ mặt nhu mì của Vương Tử lúc này bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng cực kỳ trầm. Anh ta là ai, giải thích cho tôi xem. Trước đây vì để nâng đỡ cho Vương Tử, công ty đã cho anh ta và Tô Văn Kỳ làm CP trong một khoảng thời gian, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên các show truyền hình thực tế. Sau một thời gian tiếp xúc, Vương Tử đã thực sự yêu Tô Văn Kỳ, cảm thấy đây chính là nữ thần của mình. Nên anh ta bắt đầu theo dõi những việc riêng tư của cô. Nhưng Tô Văn Kỳ luôn thờ ơ với chuyện này, chỉ là góp vui lấy lệ một chút trên mấy show truyền hình thực tế mà thôi, cô cũng không kể chuyện riêng của mình cho anh ta nghe. Vương Tử này đúng thật là tự cho mình là đúng, thành CP một lần trên chương trình liền nghĩ rằng bọn họ là một cặp thật sao. Tô Văn Kỳ lạnh lùng nói, anh là cái thá gì chứ, còn đòi tôi giải thích. Cút. Dù sao Tô Văn Kỳ cũng là nữ nghệ sĩ có tiếng nói nhất hiện tại nên không dễ động vào, hơn nữa công ty còn tạo hình ảnh xinh đẹp lạnh lùng gắn liền với tính cách của cô. Vì vậy dù là một người có lưu lượng lớn như Vương Tử, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Sắc mặt Vương Tử chợt tái mét, vô cùng khó coi, anh ta nghiến chặt răng. Văn Kỳ, tốt hơn hết em nên cảnh cáo anh ta cách xa em một chút, nếu không, tôi sẽ không tha cho anh ta đâu. Tô Văn Kỳ lạnh lùng lườm anh ta một cái. Mắng anh ta một câu não tàn, sau đó cô bước lên xe, đóng cửa rồi nghênh ngang bỏ đi. Trên đường đi, chị Điền nói, Văn Kỳ, người đó không phải là người trong ngành chứ? Nếu phải thì sẽ bị moi ra rất nhanh đấy. Tô Văn Kỳ nói, chị Điền, nhất định phải kiểm soát giới truyền thông, cấm không để bọn họ tung tin của anh ấy ra. Mặc dù Tô Văn Kỳ không quan tâm cô có dính xì căng đan hay tin bên lề hay không, nhưng Tần Lâm vô tội. Tối nay người ta đã giúp cô, cũng không thể để anh bị liên lụy. Nghe thấy Tô Văn Kỳ ra sức bảo vệ như vậy, chị Điền cau mày. Thật sự không phải quen bạn trai đúng chứ? Tô Văn Kỳ không trả lời, chỉ nhắm mắt không nói gì. Chị Điền bất lực lắc đầu, bất kể ai, nếu muốn trở thành bạn trai của Tô Văn Kỳ thì cũng sẽ phải chịu được áp lực lớn. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm vừa thức dậy liền nhận được một cuộc gọi từ dì Hai Đường Mẫn. Tiểu Lâm à! Gần đây công việc của con thế nào, mọi thứ thuận lợi chứ? Sự quan tâm của dì Hai khiến Tần Lâm cảm thấy ấm áp. Dì Hai yên tâm, đừng lo lắng chuyện công việc cho con nữa. Nghe Tần Lâm nói vậy, Đường Mẫn liền biết anh vẫn chưa kiếm được việc, nếu không thì anh đã nói thẳng với bà ấy rồi, chứ phải che giấu làm gì. Đường Mẫn thở dài, nói, Tiểu Lâm à, bây giờ tìm một công việc cũng không phải dễ, Nguyệt Giao có một người bạn, nói rằng hôm nay công ty đang tuyển dụng. Dì giúp con đăng ký rồi đó. Tần Lâm ngây ra, dì Hai, thật sự không cần đâu, con sẽ tìm việc mà. Đường Mẫn nói, con khách sáo với dì Hai làm gì? Nhanh chóng đến đi, Nguyệt Giao thay đồ xong rồi, con đừng từ chối nữa.
Nói xong, Đường Mẫn sợ Tần Lâm sẽ tiếp tục từ chối nên đã cúp máy ngay lập tức. Bất lực, Tần Lâm lại chỉ có thể đến nhà dì hai một chuyến. Cúp điện thoại xong, Lâm Nguyệt Giao hỏi, mẹ, mẹ cũng thật là, anh ta như thế nào mà đến bây giờ vẫn chưa tìm được việc chứ, chắc chắn là không có chí tiến thủ, mẹ còn lo cho anh ta làm gì. Chuyên chấm ngoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đường Mẫn chừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Giao, nói ăn nói bậy bạt. Nó là cháu mẹ có thể không lo sao? Bây giờ Tiểu Lâm không nơi nương tựa, điều kiện nhà chúng ta lại tốt, sắp xếp một công việc cho Tiểu Lâm cũng không phải chuyện khó. Nếu con không giúp thì mẹ sẽ để Tiểu Lâm làm việc trong mấy cửa hàng của mẹ. Nhà họ Đường cũng cho Đường Mẫn không ít sản nghiệp, bao gồm cây TV, khách sạn, còn có cả khu vui chơi, muốn cho Tần Lâm một công việc thật quá dễ dàng. Lâm Nguyệt Giao vội vàng nói, đừng, đó là sản nghiệp của nhà chúng ta, nếu mẹ để anh ta đến đó làm, anh ta sẽ dựa vào việc mẹ là chủ, anh ta sẽ dở cái thói ăn bơ làm biếng mất, chẳng phải sau đó người gánh sẽ là nhà chúng ta hay sao? Được rồi mẹ, người bạn này của con thuộc tập đoàn Hiên Viên, mẹ biết tập đoàn đó không? Là công ty con thuộc đơn vị của bố, bây giờ nó là công ty dược phẩm số 1 TH Đông Hải đó. Con sẽ đề xuất anh ta để có thể đi phỏng vấn. Còn về việc có được nhận hay không thì phải dựa vào khả năng của anh ta thôi. Đường Mẫn gật đầu, mặc dù bà có không ít sản nghiệp trong tay, để cho Tần Lâm làm việc TH đây cũng vô cùng thoải mái, nhưng dù sao Tần Lâm cũng còn trẻ, vẫn nên để anh ra ngoài bươn trải thì hơn, nói không chừng sau này Tiểu Lâm sẽ thành tài, khôi phục lại danh tiếng vốn có của nhà họ Tần. Đường Mẫn nói, vậy là tốt rồi, con nói tốt một chút với bạn con, nếu không thì chúng ta bỏ ra ít tiền cũng được. Lâm Nguyệt Giao không nói nên lời, mẹ nghĩ gì vậy chứ, đó là tập đoàn Hiên Viên, từ trên xuống dưới đều được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, công ty lại vừa mới thành lập, không có ai dám làm ba trò mèo này đâu. Đúng rồi, lát nữa mẹ phải dặn dò Tần Lâm, tuyệt đối không được làm con mất mặt. Đường Mẫn nói, biết rồi, anh Tiểu Lâm của con không phải người không hiểu chuyện như vậy. Chẳng bao lâu, Tần Lâm đã đến, nhìn thấy anh vẫn ăn mặc kiểu đó, Lâm Nguyệt Giao trợn tròn mắt. Rõ ràng biết là đi phỏng vấn, không diện, một chút thì ít nhất cũng phải mặc Âu phục để thể hiện sự tôn trọng chứ. Dì hai, Đường Mẫn nhìn thấy Tần Lâm liền mỉm cười, Tiểu Lâm đến rồi, nào, dì hai cho con ít tiền, con đi mua một bộ vest để đi phỏng vấn. Tần Lâm nói, dì hai, không cần đâu, cái đó không cần thiết. Đường Mẫn nhíu mày, sao lại không cần thiết, cho con thì con cứ cầm lấy, đừng khách sáo với dì hai làm gì. Đường Mẫn tiện tay đưa luôn cho Tần Lâm tấm thẻ ngân hàng. Lâm Nguyệt Giao mỗi lần nhìn thấy anh lại thấy phiền phức, rõ ràng là đến đây để dựa dẫm bọn họ, nhưng lại ra vẻ lạnh lùng, cúi đầu nói ngọt mấy câu chẳng phải là xong rồi sao. Sĩ diện muốn chết, vẫn nghĩ mình là một, đại thiếu gia, sao? Lâm Nguyệt Giao nói, hôm nay tôi đưa anh đi phỏng vấn ở tập đoàn Hiên Viên, là một công ty vô cùng lớn, đi phỏng vấn bắt buộc phải mặc vest. Đừng nghĩ tôi giúp anh tìm mối quan hệ thì chắc chắn 100% anh sẽ đậu, nó còn dựa vào năng lực anh đến đâu. Tần Lâm cau mày, tập đoàn Hiên Viên. Đúng vậy, tập đoàn Hiên Viên được tập đoàn Mạnh Thị thành lập nên, số vốn đầu tư ban đầu lên tới 5 tỷ tệ. Hiện tại tập đoàn Mạnh Thị đã góp thêm 10 tỷ tiền đầu tư, hiện nay tập đoàn Hiên Viên có thể được coi là doanh nghiệp lớn nhất ở Đông Hải này. Lần này Tần Lâm lại có hứng thú. Lúc trước Mạnh Văn Cương nói rằng tập đoàn Hiên Viên được thành lập trên danh nghĩa sư phụ của bọn họ, vì Mạnh Văn Cương chỉ là một đồ đệ nhỏ nên không xứng để dùng tên sư phụ, nên 51% cổ phần của tập đoàn này đều nằm trong tay Tần Lâm. Vậy nên Tần Lâm mới là chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên. Là ông chủ nhưng anh chưa từng đến đó. Nhân cơ hội này, anh sẽ đến đó một chuyến xem sao, xem thử môi trường của công ty mới thành lập như thế nào, liệu nó có phá hỏng danh tiếng của sư phụ hay không. Được thôi, nếu Lâm Nguyệt Giao và dì hai đã muốn như vậy thì Tần Lâm sẽ đi thay bộ đồ khác. Anh lấy điện thoại ra, nghĩ một lúc rồi gọi cho Long Ích Huy. Trong ấn tượng của anh, Long Ích Huy luôn luôn mặc vest, chắc ông ta sẽ hiểu biết rõ hơn về mặt này. Tần Đại Sư, cậu có gì dặn dò thế? Tần Đại Sư đích thân gọi điện, điều này khiến Long Ích Huy vừa vui mừng vừa lo sợ. Hai lần Tần Đại Sư ra tay đều khiến ông ta kinh ngạc. Ngay cả anh Đông cũng phải tôn kính Tần Đại Sư chứ đừng nói đến một tên đàn em như ông ta. Có chút việc cần ông giúp đỡ, tôi muốn mua một bộ vest, ông khá rảnh đúng không? Long Ích Huy thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là chút chuyện vặt này. Cậu cứ yên tâm, tôi hiểu rất rõ về vest, tôi cũng nhớ được thân hình của cậu, khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ đưa qua đó. Được, vừa cúp máy,
Long Ích Huy lập tức ngừng mọi việc đang làm lại, nhanh chóng chạy đến trung tâm thương mại. Việc chọn vest cho cậu Tần không thể qua loa được, phải có chất lượng nhưng không quá màu mè, giá cả thì không cần phải lo, nhưng trong thời gian ngắn như vậy cũng không mua được bộ nào quá đắt, bộ vest mấy trăm nghìn đã là cao nhất rồi. Chẳng mấy chốc, Long Ích Huy đã chọn xong rồi gửi đến nhà của dì hai. Tần Lâm xuống lầu, cảm lấy bộ vest, cảm ơn rồi quay vào trong. Sau khi thay xong từ nhà vệ sinh bước ra, Đường Mẫn cười phá lên. Ai ra, cháu của dì đẹp trai phết đấy. Người đẹp vì lụa thật không điêu chút nào, vốn dĩ Tần Lâm cũng có khí chất quý tộc trong người, sau khi thay vest xong thì càng có khí chất hơn nữa. Lâm Nguyệt Giao trang điểm xong bước ra ngoài thì thấy Tần Lâm cũng đã mặc vest chỉnh tề rồi, cô cũng bị cái khí chất đó làm cho ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó cô bĩu môi nói một câu. Mèo vẫn hoàn mèo, mặc vest xong thì hai người ra ngoài, trực tiếp đi thẳng đến tập đoàn Hiên Viên. Vốn dĩ Lâm Nguyệt Giao không muốn nói nhiều với Tần Lâm, nhưng lần này tới tập đoàn Hiên Viên là người ta đã nề mặt cô lắm rồi, vẫn phải dặn dò một chút. Bạn tôi là phó phòng nhân sự, anh ấy vô cùng có quyền, anh gặp anh ấy nhớ phải khách sáo vào đấy, đừng có lúc nào cũng tỏ ra thái độ đó. Lâm Nguyệt Giao cũng hy vọng lần này Tần Lâm sẽ phỏng vấn thành công, để Đường Mẫn không phải giục cô giúp đỡ anh nữa. Tần Lâm vào Đức Công TV lớn nạp, có thể làm quay vào trong. Sau khi thay xong từ nhà vệ sinh bước ra, Đường Mẫn cười phá lên. Ai ra, cháu của dì đẹp trai phết đấy. Người đẹp vì lụa thật không điêu chút nào, vốn dĩ Tần Lâm cũng có khí chất quý tộc trong người, sau khi thay vest xong thì càng có khí chất hơn nữa. Lâm Nguyệt Giao trang điểm xong bước ra ngoài thì thấy Tần Lâm cũng đã mặc vest chỉnh tề rồi, cô cũng bị cái khí chất đó làm cho ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó cô bĩu môi nói một câu. Mèo vẫn hoàn mèo, mặc vest xong thì hai người ra ngoài, trực tiếp đi thẳng đến tập đoàn Hiên Viên. Vốn dĩ Lâm Nguyệt Giao không muốn nói nhiều với Tần Lâm, nhưng lần này tới tập đoàn Hiên Viên là người ta đã nề mặt cô lắm rồi, vẫn phải dặn dò một chút. Bạn tôi là phó phòng nhân sự, anh ấy vô cùng có quyền, anh gặp anh ấy nhớ phải khách sáo vào đấy, đừng có lúc nào cũng tỏ ra thái độ đó. Lâm Nguyệt Giao cũng hy vọng lần này Tần Lâm sẽ phỏng vấn thành công, để Đường Mẫn không phải giục cô giúp đỡ anh nữa. Tần Lâm vào được công ty lớn này, có thể làm được việc hay không là chuyện của anh. Nếu lỡ may để Tần Lâm vào bệnh viện của bọn họ thì ngày nào cũng phải gặp mặt nhau, phiền phức chết mất. Tần Lâm lơ đãng gật đầu, biết rồi. Trong bộ dạng bất cần của anh, Lâm Nguyệt Giao tức đến mức trợn tròn mắt nhìn anh, bỗng cô vô tình nhìn thấy một hình thêu trên tay áo của Tần Lâm. Phía trên là một dòng chữ tiếng Anh, Lâm Nguyệt Giao tự hỏi đó là nhãn hiệu gì, rồi lập tức tra trên Internet. Cô nhất thời bị sốc, bộ vest này, đắt vậy sao? Lâm Nguyệt Giao tức đến suýt thì phải phun ra lời mắng chửi. Âu phục của hàng này rẻ nhất cũng phải đến 5-60 nghìn, loại đẹp mắt hơn một chút thì phải cộng thêm 100 nghìn. Đây chính là hàng xa xỉ đắt tiền vô cùng, tên Tần Lâm này sao lại mặt dày vật chứ? Mẹ cho anh ta tiền mua đồ mà anh ta liền phụng phí như vậy. Tốn hàng đống tiền, đọc phun tại chuyên chấm oan lúc này Lâm Nguyệt Giao đã hoàn toàn thất vọng về Tần Lâm, cô ấy chưa từng thấy người nào bất tài vô dụng như vậy. Nhà bọn họ gít vừa mới khá hơn mà anh ta đã vung tay quá chán như vậy rồi. Cho dù điều kiện tốt thì cũng không nên phung phí như vậy chứ. Bố làm giám đốc điều hành của Mạnh Thị mà còn chưa nói muốn mua bộ Âu phục đến mấy trăm nghìn, người này thật là quá đáng mà. Lâm Nguyệt Giao vô cùng không vui, cô ấy ôm hai tay, cả người tức đến phát run. Tần Lâm khó hiểu, Lâm Nguyệt Giao này bị làm sao thế, đang yên đang lành lại đi giận dỗi cái gì. Đến tập đoàn Hiên Viên. Tần Lâm xuống xe, ngẩng đầu nhìn công ty. Mặt tiền cũng được, không có đồ trang trí gì loè loẹt, phong cách tối giản, chỉ có một logo nho nhỏ, cũng rất có chất riêng. Tần Lâm gật đầu một cái, cũng được. Mạnh Văn Cương này làm việc rất tốt, anh thích phong cách này. Lâm Nguyệt Giao giận đến suýt thì bật cười, cũng được. Chờ anh vào được công ty này đã rồi hãy đánh giá. Chịu anh đấy. Nếu không phải Đường Mẫn cứ bắt cô ấy tới thì Lâm Nguyệt Giao thật sự không muốn để ý đến cái tên rảnh rỗi này chút nào. Đi vào bên trong, công ty trang hoàng rất thời thượng, có phong thái của một công ty lớn. Tiếp tân cũng xinh đẹp và lịch sự. Nói về ấn tượng đầu tiên thì Tần Lâm cũng khá hài lòng. Đi thang máy đến tầng 2, vào phòng nhân sự, gặp bạn của Lâm Nguyệt Giao, Cát Phong. Anh Phong, đây là Tần Lâm, người nhà của em, hôm nay phiền anh quá. Lâm Nguyệt Giao nở một nụ cười vô cùng khách khí. Cát Phong gật đầu, nở nụ cười cao ngạo, ngồi dựa vào ghế, nhìn xuống hỏi. Trình độ học vấn,
Sắc mặt Lâm Nguyệt Giao cứng đờ, nói. Anh Phong, gia đình anh ta gặp biến cố nên không học cấp 3. Cát Phong nhíu mày, cố tỏ vẻ nghiêm túc. Thế này thì khó quá nhỉ. Lâm Nguyệt Giao hơi thất vọng, không còn cách nào khác sao. Nếu lần này không thành công, mẹ sẽ bắt Tần Lâm đến bệnh viện của cô ấy thì càng phiền hơn nữa. Cát Phong cười nói, cũng không phải là không có, nhưng mà, phải tốn chút tiền ấy. Lâm Nguyệt Giao dò hỏi, tốn bao nhiêu ạ? Hai người nói chuyện nên không để ý được sắc mặt Tần Lâm đã dần dần lạnh xuống. Cát Phong lại gần, lén lút xòe bàn tay ra. 50.000, Lâm Nguyệt Giao chau mày, 50.000, đúng là không rẻ chút nào. Tuy nói tập đoàn Hiên Viên là công ty lớn, nhưng 50.000 thì không phải là con số nhỏ chút nào. Tần Lâm này không học cấp 3, vào cũng chỉ làm một tên chạy việc, tiền lương một tháng được 3.000 đã là quá lắm. Vậy là phải hơn một năm mới huề vốn. Nói thật, Lâm Nguyệt Giao hơi đau lòng một chút, nhưng nghĩ đến việc chỉ tốn 50.000 là có thể tiễn vong, Tần Lâm không cần nương nhờ nhà bọn họ nữa, cô ấy liền cắn răng đồng ý. 50.000 thì 50.000, Lâm Nguyệt Giao thở dài, nói nhỏ, anh Phong, 50.000 cũng được, em đưa anh kiểu gì đây? Nghe thấy Lâm Nguyệt Giao muốn trả tiền, Tần Lâm nhíu mày. Không được đưa, nói rồi, Tần Lâm lạnh lùng nhìn Cát Phong, hỏi. HR là một ngành vô cùng quan trọng trong công ty, quyết định công ty có thu được nhân tài hay không. Anh lại lợi dụng nó để kiếm tiền, có hợp lý hay không hả? Tần Lâm nói xong, Cát Phong nhất thời sửng sốt rồi phá lên cười, một nụ cười đầy giễu cợt và trào phúng. Thằng Watt này bị ngu hay sao? Mày nghĩ mày là ai mà dạy đời tao thế? Ông đây là phó giám đốc phòng nhân sự đấy. Mày làm thì làm, không làm thì cút, vị trí này đầy người muốn còn không được đấy. Lâm Nguyệt Giao cũng trợn trừng mắt, lửa giận phừng phừng. Tần Lâm, anh bị điên à, tôi đang tìm việc cho anh mà anh chống đối cái gì hả? Anh đúng là làm tôi tức chết mà. Lâm Nguyệt Giao thật sự tức không chịu nổi. Tần Lâm bị điên à, một người không có nổi bằng cấp 3 như anh ta mà không đi cửa sau thì tìm thế nào được việc chứ? Đến để dựa dẫm vào nhà họ Lâm cũng tốt bụng giúp đỡ. Khó khăn lắm mới tìm được việc cho anh ta mà anh ta lại còn dở trò lương tâm trỗi dậy. Cô ấy đã gặp nhiều kẻ não tàn rồi nhưng không đến mức như thế này. Tần Lâm nói, không cần, không phải bỏ tiền vào đây, chúng ta đi thôi. Tần Lâm đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao giận dữ bặm môi, mặt đen xì xì, nhẹ nhàng xin lỗi Cát Phong rồi đi ra ngoài. Tần Lâm, anh đứng lại cho tôi. Anh bị điên à, mua một bộ Âu phục hơn 100.000 thì không thấy đắt, nhưng tìm việc mất 50.000 thì lại chê không rẻ. Nếu không phải nề mặt mẹ tôi thì tôi còn lâu mới quan tâm đến anh. Tần Lâm cũng biết Lâm Nguyệt Giao có lòng tốt, chỉ là cô em họ này lại tự cho mình là đúng một cách thái quá. Mọi người không cần lo về việc làm cho anh đâu, em về đi. Anh đúng là đồ vô lý mà. Đúng là bùn nhão không chết nổi tường. Tức quá đi mất, Lâm Nguyệt Giao lần này thật sự nổi giận, Tần Lâm đúng là quá giả tạo mà. Có lòng tốt tìm việc cho anh ta không những phá hỏng mà còn không thèm cảm ơn. Ngược lại còn bày ra cái bộ dáng cao ngạo kia nữa. Tiêu tốn của mẹ 100.000 tiền mua Âu phục bùn nhão không chát nổi tường mà còn nói không cần nhà cô ấy quan tâm. Loại người này nên mặc kệ, cho anh ta tự sinh tự diệt thì hơn. Lâm Nguyệt Giao tức giận vung tay, gọi xe đi thẳng về. Đi đến cửa nhà, cô ấy vẫn không ngừng hít thở sâu, cả mặt đỏ bừng. Đường Mẫn vội vàng đi tới hỏi, con gái, sao rồi, Tiểu Lâm có được nhận không? Nhận cái cóc khô ấy. Lâm Nguyệt Giao vứt ví xuống đất, ngồi trên sofa, tức đến nghiến răng ken két. Mẹ, sau này mẹ đừng bắt con xen vào chuyện của anh ta nữa. Con thật sự không chịu nổi đâu. Mẹ có biết không, ban nãy anh ta mua một bộ Âu phục hết hơn 100.000. Đến công ty, con nói mãi mới xin được một cơ hội làm việc cho anh ta. Người của công ty nói phải tiêu 50.000 thì mới vào công ty được, nhưng anh ta lại còn dạy dỗ ngược người ta. Người ta là phó giám đốc đó. Đều tốn tiền của nhà chúng ta, anh ta có gì mà phải tiếc chứ? Lâm Nguyệt Giao càng nói càng tức, hít sâu liên tục. Đường Mẫn vội vàng rót nước cho cô ấy. Ôi trời, có gì mà tức giận chứ? Nhà ai mà không phải tiêu tiền đâu? Ngày trước con cũng tiêu không ít tiền của nhà họ Tần đâu. Hơn nữa, anh họ của con nhân phẩm rất tốt, chỉ là hơi ngốc nghếch thôi. Lâm Nguyệt Giao cười khẩy, anh ta không phải ngốc nghếch mà là IQ thấp. Con chưa gặp ai mà có IQ thấp như anh ta cả. Mẹ cũng thật là, cho anh ta nhiều tiền thế làm cái gì? Một bộ quần áo mà tận mấy trăm nghìn,
bố con còn chưa mặc đồ đắt vậy đâu. Đường Mẫn chau mày, mấy trăm nghìn á? Không đúng, trong thẻ đó của mẹ chỉ có 50.000 thôi mà. Lâm Nguyệt Giao cũng chau mày, chỉ 50.000 thôi. Không thể nào, bộ Âu phục đó của anh ta rất đắt đỏ và thời thượng. Con đã lên mạng tra rồi, rẻ nhất cũng phải 60-70.000. 50.000 mua sao nổi. Đường Mẫn sửng sốt, con gái, trong thẻ này của mẹ chỉ có 50.000 mà thôi. Hơn nữa, máy mẹ có tin nhắn nhắc nhở mà. Nếu có tiêu tiền ở thẻ thì mẹ cũng sẽ nhận được thông báo. Chuyên chấm oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Vừa nói, Đường Mẫn vừa quay ra nhìn cửa thì nhận ra tấm thẻ kia được đặt trên tủ giày. Con xem kìa, Tần Lâm còn không cả cầm thẻ, thằng bé này, Lâm Nguyệt Giao bối rối, không cầm thẻ theo. Cũng không tiêu tiền, vậy tiền kia là ở đâu ra? Của anh ta ư, có đánh chết Lâm Nguyệt Giao cũng không tin. Tần Lâm là một kẻ không có việc làm, lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ? Cô ấy suy nghĩ một hồi thì mới tìm ra được một lời giải thích coi như có lý. Về đưa tiền cho anh đó chính là Tần Lâm đã chuẩn bị Âu phục từ lâu, rồi mua hàng fake ở trên Shopee. Hừ, phường dối trá. Lâm Nguyệt Giao tức đến trợn trắng mắt, nhưng mà nói đến thì hàng fake bây giờ nhìn như thật vậy. Sau khi Lâm Nguyệt Giao rời đi, Tần Lâm đứng trước cửa tập đoàn Hiên Viên gọi điện cho Mạnh Văn Cương. Tiểu sư huynh, tôi Mạnh Văn Cương đây. Tần Lâm hỏi, tập đoàn Hiên Viên này là do sư đệ quản lý hả? Mạnh Văn Cương đáp, cũng tính là vậy. Một mình tôi quản hai bên hơi vất, nên bên dưới có hai phó tổng giám đốc nữa. Tần Lâm gật đầu, anh cũng không có ý trách tội Mạnh Văn Cương, dẫu sao một xí nghiệp lớn như vậy thì cũng khó tránh khỏi con sâu làm dầu nồi canh. Tiểu sư huynh là tổng giám đốc của tập đoàn Hiên Viên nhưng vẫn chưa lộ mặt, có cần tìm cơ hội gặp mặt mọi người không? Tần Lâm suy nghĩ rồi nói, vậy để sáng mai đi. Được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Sau khi cúp máy, Tần Lâm quay người đi vào. Trong văn phòng, Cát Phong vẫn chưa đi, nhìn thấy Tần Lâm quay lại thì nhíu mày. Quay lại đây làm gì? Tần Lâm bình thản đáp, về đưa tiền cho anh. Cát Phong hơi sửng sốt, ái già, nghĩ thông rồi hả? Vậy mới đúng chứ, tuổi còn trẻ, sau này bớt xen vào chuyện của người khác đi. Cậu nghĩ cậu là ai? Tập đoàn Hiên Viên không đến lượt cậu chen miệng vào đâu. 50.000. Không được thiếu nửa cắc, Tần Lâm nói, tôi đổi ý rồi, tôi muốn đến phòng ban tốt nhất thì cần bao nhiêu. Cát Phong sững sờ rồi sau đó nở nụ cười, có dã tâm đấy. Phòng ban tốt nhất của tập đoàn Hiên Viên chính là phòng kiểm tra chất lượng, quyền lực rất lớn, lương lại cao, nhưng muốn vào thì khó hơn lên trời. Trừ phi để anh đây chào hỏi phó tổng giám đốc, Tần Lâm mặt không đổi sắc, hỏi, phó tổng giám đốc nào? Cát Phong nói, chuyện này cậu không cần lo. Chỉ cần biết là rất đắt thôi. Anh ra giá đi, Cát Phong suy nghĩ một lúc rồi lại đưa một bàn tay ra, 500.000. Tần Lâm nheo mắt, một công việc mà tận 500.000, đúng là kiếm chắc thật. Hơn nữa còn vướng víu cả đến cấp cao của công ty. Phòng kiểm tra chất lượng là phòng ban quan trọng nhất của công ty y dược. Tất cả thuốc men của xưởng đầu phải được kiểm tra chất lượng, một khi xảy ra vấn đề thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho công ty. Phòng ban mang tính quan trọng như vậy mà lại có thể nhét người vào được. Như Tần Lâm có trình độ học vấn chưa đến cấp 3 mà Cát Phong cũng dám vỗ ngực đảm bảo có thể đưa anh vào phòng kiểm tra chất lượng, thì chắc chắn sau lưng anh ta có người chống đỡ cho. Cát Phong này nếu từ chối Tần Lâm thì có khi còn có kết cục tốt. Nhưng anh ta lại há mõm hơi rộng, nên đã hoàn toàn chọc giận Tần Lâm. 500.000 chứ gì? Được, nhưng làm sao tôi đảm bảo được là anh sẽ có thể cho tôi nhận chức được đây? Sắc mặt Cát Phong vui mừng, không ngờ tên Tần Lâm này lại thật sự có tiền. Là 500.000 đó, nhưng nhìn người trước mặt đây mặc bộ đồ cũng không hề rẻ, chắc hẳn là cũng có tiền đi. Xem ra là nghĩ thông thật rồi, vừa nãy đòi 50.000 thì không chịu, bây giờ nói 500.000 mà cũng đồng ý luôn. Vậy là tốt, đến phòng kiểm tra chất lượng, 500.000, nửa năm là thu hồi vốn rồi. Yên tâm đi, giờ cậu đưa 100.000 tiền cọc đã. Tôi giúp cậu nhận chức rồi sau đó đưa thêm tiền cho tôi là được. 500.000 này cũng không chỉ có một mình Cát Phong hưởng. Phòng kiểm tra chất lượng là phòng ban quan trọng, một phó giám đốc nhân sự như anh ta đâu có tiếng nói gì, còn phải đưa tiền lên cấp trên. Anh ta cùng lắm chỉ là lưu diêu thôi. Tần Lâm xong phẳng trả tiền, Cát Phong vui vẻ đưa Tần Lâm đi lên tầng trên. Vào đây, tôi sắp xếp cho cậu nhận chức đã. Cậu làm quen môi trường chút đi. Sau này có việc gì thì tìm tôi. Nếu có người muốn vào đây làm thì cứ bảo tôi cũng sẽ cho cậu tiền hoa hồng. Tần Lâm cười nhạt,
làm ăn trắng trợn thật, tới phòng kiểm tra chất lượng làm việc, Cát Phong dẫn Tần Lâm vào trong rồi nói. Nào, để tôi giới thiệu đồng nghiệp mới cho mọi người. Đây là Tần Lâm, mọi người làm quen nhé. Trong phòng có 5-6 người, ai cũng mang dáng vẻ lười biếng nhìn Tần Lâm một cái rồi gật đầu coi như chào hỏi. Chỉ có một cô gái đeo kính, nhiệt tình tới, có vẻ hơi ngại ngùng. Chào anh Tần Lâm, tôi là Vương Nhị, để tôi giúp anh tìm một vị trí nhé. Vương Nhị đầy mắt kính, rất giống một cô gái ngoan ngoãn. Được, cảm ơn, Vương Nhị tìm vị trí cho Tần Lâm, để anh ngồi xuống, thì một người phụ nữ ăn mặc vô cùng diêm dúa đi đến. Vương Nhị, đã photo đủ giấy tờ chưa? Trước khi tan làm mà không xong thì cứ làm thêm hít đi. Vương Nhị oan ức nói nhỏ. Chị Tôn, tôi photo xong tài liệu của mình rồi, còn lại là của các chị mà, Tôn Vĩnh Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, tôi chỉ cái gì? Đầu là một phòng ban thì còn phân chia cái gì nữa? Nói ít thôi, làm nhanh lên, không thì tôi bảo anh Phong đuổi cô đi đấy, có tin không? Sắc mặt Vương Nhị khẽ thay đổi, vội vàng ngoan ngoãn đi làm. Làm xong hết thì Vương Nhị mới trở lại chỗ làm việc của mình. Là bên cạnh Tần Lâm, vị trí kém nhất trong phòng. Tần Lâm hỏi, cô là Vương Nhị, người mới à? Vương Nhị lắc đầu, không phải, tôi là người đầu tiên đến phòng kiểm tra chất lượng làm việc. Vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ năm nay xong, cô là thạc sĩ, ừ, tôi là thạc sĩ khoa điều chế thuốc, Đại học Y khoa. Tần Lâm chau mày không hiểu, nếu cô là thạc sĩ đúng chuyên ngành thì phải trở thành trụ cột của công ty từ lâu rồi chứ. Sao phải chịu nghe lời mắng mỏ của cô ta làm gì? Vương Nhị thở dài, bọn họ đều có quan hệ, công việc ổn định, chỉ cần một câu nói là có thể khiến tôi thất nghiệp rồi. Tôi không đụng nổi họ đâu. Nói rồi, Vương Nhị nhìn Tần Lâm, hơi mếu mếu. Kể cả anh cũng vậy, nếu anh có việc gì không muốn làm thì cứ giao cho tôi, miễn đừng bắt nạt tôi là được. Nghe được lời của Vương Nhị, Tần Lâm không nói được gì. Một thạc sĩ chuyên ngành, trụ cột công ty, vậy mà không bằng người có quan hệ. Cô yên tâm, tôi sẽ không bắt nạt cô, mà cũng sẽ không giao việc của tôi cho cô làm đâu. Vương Nhị gật đầu, không sao, mỗi ngày tôi cũng chỉ có photo với chỉnh sửa tài liệu mà thôi. Nếu anh cần thì gọi tôi lúc nào cũng được. Tần Lâm chau mày, công việc của phòng kiểm tra chất lượng đơn giản vậy sao? Dĩ nhiên là không, phòng kiểm tra chất lượng phải kiểm nghiệm thuốc mới, làm thí nghiệm, sau đó làm báo cáo, quyết định có thích hợp hay không. Nếu không thì nhóm thuốc đó không được phép đưa ra thị trường. Nói tới đây, Vương Nhị thở dài. Nhưng công việc ở đây hiện giờ lại không phải vậy. Thuốc đưa tới có thích hợp hay không thì phải xem họ đưa tới bao nhiêu tiền. Tần Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, xem ra kiểm tra chất lượng đúng là một công việc béo bỡ nhỉ. Tập đoàn Hiên Viên có quy mô lớn như vậy nên sẽ ủy thác cho rất nhiều nhà máy sản xuất thuốc. Sản phẩm của những nhà máy này đương nhiên sẽ có tốt có xấu. Chất lượng mà không đủ thì sẽ không được cho qua, phải trở về sản xuất lại, nếu không đưa ra thị trường thì sẽ gây nguy hiểm tính mạng của bệnh nhân. Nhưng hiện giờ, TH cái phòng ban quan trọng nhất công ty này, đến bước cơ bản nhất cũng không làm. Thuốc men các nhà máy đem đến có hợp lệ hay không cũng chỉ dựa vào một câu nói của họ. Cho nên, nhà máy sản xuất thuốc nhất định phải đưa tiền thì bọn họ mới đồng ý. Nếu không, cho dù thuốc của nhà máy đó có hợp lệ thì một câu chất lượng không tốt của bọn họ cũng sẽ đẩy bọn họ về. Tần Lâm cười lạnh lùng, chẳng trách vào đây phải tốn nhiều tiền như vậy, vì người trong này kẻ nào cũng muốn ăn chặn tiền. Người làm việc chăm chỉ thì lại không được đãi ngộ tốt. Một lát sau, có người đưa đến một thùng thuốc. Tần Lâm, giám đốc Cát nói chỗ thuốc này sẽ do anh kiểm tra. Đây coi như là lợi ích mà Cát Phong đem đến cho Tần Lâm. Đám đi cửa sau trong phòng này chỉ có Tần Lâm là sang tiền nhanh nhất, cho nên anh ta cũng tặng lại cho Tần Lâm chút phúc lợi. Vương Nhị nhìn nhà máy này, nhất thời thở dài. Nhà máy thuốc Phúc Long trước đây chuyên môn sản xuất thuốc giả, bây giờ tẩy trắng như vậy đều là nhờ có các thủ đoạn giấu kín. Làm ra những hàng giả, hàng nhái y như thật để lừa bịp người dân. Nhà máy thuốc này đáng ra không bao giờ được tập đoàn Hiên Viên chọn, nhưng cũng vì Cát Phong có quan hệ với nhà máy này, nên mới cho bọn họ mấy dự án. Giờ còn làm bộ đến kiểm tra. Theo Vương Nhị thì thuốc này không cần kiểm tra cũng biết không hợp lệ. Sau khi nhận lấy thuốc, mấy người trong văn phòng đều nhìn anh với vẻ hâm mộ. Người mới này lại kiếm được một khoản rồi. Tần Lâm mở hộp ra, bên trong có mấy mẫu phẩm thuốc dạ dày, và một danh thiếp. Ai cũng biết danh thiếp này chính là nơi để bọn họ hái ra tiền. Liên lạc với người trên danh thiếp thì sẽ nhận được tiền trả trước từ 50 đến 100 nghìn,
miễn là bọn họ làm một báo cáo hợp lệ. Đối với cái trò mèo này, Tần Lâm liếc mắt là hiểu rõ. Anh cầm danh thiếp lên rồi ném thẳng vào thùng rác. Nhất thời, đám người trong văn phòng TATS nên sửng sốt, Tôn Vĩnh Tuyết thì nhỏ giọng nói. Người mới, sao anh lại ném danh thiếp đi? Vậy anh liên lạc với giám đốc sản phẩm của bọn họ kiểu gì? Tần Lâm đáp, sao tôi phải liên lạc với họ? Tôn Vĩnh Tuyết ngần ra rồi nhíu mày, đồ điên. Cô ta nói xong thì quay đầu đi, người này đúng là điên rồi, đưa tiền cho mà cũng không biết đường cầm. Tần Lâm giao thuốc cho Vương Nhị rồi hỏi, tôi không giỏi làm thí nghiệm lắm, cô giúp tôi được không? Vương Nhị sửng sốt, anh muốn làm thí nghiệm. Tần Lâm nói, đây không phải quy trình bình thường sao? Vương Nhị hơi giật mình, dẫu sao phòng ban này đều là dạng dùng tiền để đi vào, Tần Lâm cũng là người được Cát Phong giới thiệu đến. Cô ấy cứ cho là anh giống những người kia, sẽ không làm thí nghiệm mà đưa luôn kết quả. Được, tôi giúp anh, từ sau khi đám người này đến, Vương Nhị vẫn chưa từng được làm công việc này. Bây giờ được làm một thí nghiệm như vậy cô ấy cũng rất cam lòng. Tần Lâm và Vương Nhị mang mẫu phẩm đến phòng thí nghiệm, đám Tôn Vĩnh Tuyết trong văn phòng lại bắt đầu ồn ào. Người mới này bị điên hay gì, đến đây làm chẳng phải để kiếm tiền hay sao? Còn giả vờ cái gì không biết, chị Tôn, chắc là mới đến nên chưa hiểu gì đi. Hay là chị cảm danh thiếp rồi nhận lại dự án này là xong? Nhà máy Phúc Long là khách hàng lớn đó. Vì sản phẩm của nhà máy Phúc Long chắc chắn là không hợp lệ, cho nên tiền đút lót của bọn họ cũng là nhiều nhất. Tôn Vĩnh Tuyết suy nghĩ một lúc rồi thấy có lý, nếu Tần Lâm kia đã không hiểu quy củ như vậy thì cô ta nhận vụ này cũng được. Cô ta nhặt danh thiếp từ trong thùng rác lên, rồi gọi vào số điện thoại bên trên. Alo, là giám đốc phó đó hả? Tôi ở phòng kiểm tra chất lượng của tập đoàn Hiên Viên. Tần Lâm và Vương Nhị nghiêm túc làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Mặc dù anh không hiểu lắm về vụ thí nghiệm, nhưng lại hiểu về thuốc. Nhìn thành phần thuốc dạ dày, anh cầm lấy một viên nghiền nhẹ. Anh khẽ ngửi, rồi nhíu mày. Nếu là thuốc dạ dày thì thành phần thuốc này vẫn còn kém. Trong đó, một vị thuốc chủ yếu đã bị thay thế. Mặc dù cũng có chút chức năng bảo vệ dạ dày, nhưng tác dụng phụ của nó rất lớn. Nếu dùng lâu dài thì sẽ làm tổn hại đến thận. Sưởng thuốc Phúc Long này đúng là không từ mọi thủ đoạn. Thuốc này mà được đưa lên thị trường thì chỉ có tập đoàn Hiên Viên nhà bọn họ bị tiếng xấu thôi. Loại thuốc Tây này, Tần Lâm chỉ cần nghiền nhẹ là có thể biết được nó có dược hiệu ra sao, nhưng Vương Nhị thì phải làm thí nghiệm nghiêm ngặt. Vừa chờ kết quả thí nghiệm, Vương Nhị vừa lén quan sát Tần Lâm. Cô ấy khẽ đẩy mắt kính, ngượng ngùng nhìn anh. Sao vậy? Vương Nhị có lén nhìn thì Tần Lâm vẫn phát hiện được. Vương Nhị bị phát hiện, mặt liền đỏ bừng. Tôi thấy anh khác bọn họ. Mặc dù đều là đi cửa sau, nhưng Tần Lâm khác bọn họ rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cô ấy được làm thí nghiệm trong vòng một tháng qua. Tần Lâm cười, nếu ai cũng nghiêm túc như cô thì công ty mới phát triển tốt hơn được. Vương Nhị cười ngọt ngào, ngại ngùng không dám nói chuyện mà tiếp tục làm thí nghiệm. Một hít sau, Vương Nhị cầm kết quả thí nghiệm, cẩn thận nhìn một lượt số liệu rồi lắc đầu. Chất lượng của thuốc này hoàn toàn không hợp lệ, quá kém, rõ là thuốc giả. Tần Lâm cười lạnh lùng, anh đã sớm biết kết quả từ lâu. Được, đã vậy thì làm báo cáo kiểm ra đi, trả lại sản phẩm cho bọn họ. Vương Nhị sửng sốt, anh Tần, anh chắc chắn ư? Tần Lâm đáp, đương nhiên rồi. Nếu sản phẩm không hợp lệ thì cứ xử lý theo quy trình thôi. Ánh mắt Vương Nhị lộ ra tia vui mừng, anh Tần đúng là không giống những người kia mà. Được, vậy tôi sẽ đi làm báo cáo ngay. Cô ấy TATS về văn phòng, đánh một bản báo cáo. Tần Lâm ký tên mình lên trên. Chỉ cần đưa tờ giấy này cho trường phòng kiểm tra chất lượng ký là có thể trả sản phẩm về. Thấy Vương Nhị đánh báo cáo, Tôn Vĩnh Tuyết nhíu mày. Vương Nhị, đưa tôi xem báo cáo nào. Vương Nhị sửng sốt, không tình nguyện lắm, nhưng lại không dám chọc đến cô ta, chỉ đành đem nó ra cho Tôn Vĩnh Tuyết xem. Cô ta cầm lấy báo cáo xem, sắc mặt thay đổi, rồi xé toạc tờ báo cáo đi. Chị làm cái gì vậy? Tôn Vĩnh Tuyết lạnh lùng nói, các cô không cần lo vụ thí nghiệm nữa, tôi nhận cái này rồi, nghỉ ngơi đi. Tôn Vĩnh Tuyết vừa mới gọi điện thoại cho giám đốc của nhà máy thuốc Phúc Long, bàn giá tiền xong, cô ta chỉ cần đánh một bản báo cáo hợp lệ là có thể nhận được 100.000 rồi. Đâu phải ngày nào cũng có chuyện tốt như vậy đâu. Sắc mặt Vương Nhị khẽ biến, khó xử đứng đó. Tần Lâm đứng dậy, đi tới trước mặt Tôn Vĩnh Tuyết, lạnh lùng nói. Thí nghiệm này là của tôi. Tôn Vĩnh Tuyết chau mày, anh không biết gì thì làm thí nghiệm làm cái gì.
Lần này anh cứ xem tôi làm đã, lần sau đưa cho anh là anh sẽ biết ngay. Đầu là người do Cát Phong nhận, Tôn Vĩnh Tuyết cũng ngại ra lệnh cho Tần Lâm, nhưng gã này thật sự là không có mắt nhìn chút nào. Một dự án tốt như vậy, anh ta không nghĩ cách kiếm tiền đi lại còn đòi tự làm. Tần Lâm không cầm danh thiếp của người ta, cho dù có để anh ta làm thì anh ta cũng không lấy được một đồng hoa hồng nào hết. Không bằng để cho anh ta học tập, biết từ lần sau nên làm gì. Nếu không, tốn bao nhiêu tiền vào trong này, chẳng lẽ là để chật vật kiếm sống à? Sắc mặt Tần Lâm lạnh lùng, nói với Vương Nhi, làm lại một bản báo cáo khác đi. Tôn Vĩnh Tuyết chau mày, hơi tức giận, đập bàn nói. Anh có thôi đi không? Giờ mà in báo cáo ra, tôi sẽ xé tiếp đấy. Ánh mắt Tần Lâm lạnh đi, bước lên trước, trầm giọng nói. Cô thử xem, khí thế ngang ngược trên người Tần Lâm làm Tôn Vĩnh Tuyết sợ hãi lùi lại, dựa vào bàn. Sắc mặt cô ta tái nhợt, trong lòng sợ hãi vô cùng. Anh đúng là đồ điên mà. Tần Lâm như một kẻ mất não vậy, Tôn Vĩnh Tuyết không muốn động đến anh. Cô ta đi ra khỏi văn phòng, lấy điện thoại ra gọi cho nhà máy Phúc Long. Alo, giám đốc Phó à, chuyện này hơi khó ăn rồi. Bên tôi mới có một tên ngu ngốc đến làm việc, anh ta một hai đòi làm thí nghiệm. Anh thử tìm trưởng phòng của chúng tôi nói chuyện đi, nếu các cô không xử lý được thì tìm đến trưởng phòng. Bởi vì thí nghiệm này có hợp lệ hay không thì cũng phải cần có trưởng phòng ký tên. Quyền quyết định nằm trong tay trưởng phòng. Trưởng phòng nói hợp lý thì phải là hợp lý. Nhưng tìm đến trưởng phòng thì giá cũng cao hơn. Nhưng trưởng phòng này mới đến nên chắc cũng dễ xử. Tôn Vĩnh Tuyết nhanh chóng quay lại, nói. Trưởng phòng tới, Vương Nhị vội vàng đứng dậy, nói nhỏ với Tần Lâm. Anh Tần, trưởng phòng đến. Tính khí trưởng phòng hơi tệ, anh phải cẩn thận đó. Đang lúc nói chuyện, một người phụ nữ trẻ tuổi đi vào. Dạo này Vương Hương Giai không vui chút nào. Cô ta vốn có thể yên tâm làm vợ nhà giàu, nhưng bạn trai cô ta vì lén xử lý vé vào cửa buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ nên đã bị vào tù, đúng là xui đến tận cùng. Nhưng cũng may là trước khi bạn trai cô ta xảy ra chuyện, anh ta đã bỏ ra một số tiền lớn để sắp xếp công việc này cho cô. Cho dù không có chỗ dựa, nhưng công việc này cũng đủ khiến cô ta có cuộc sống như một phú bà. Vương Hương Giai điềm tĩnh bước vào. Ai là người kiểm tra nhà máy Phúc Long? Vừa dứt lời, Vương Hương Giai liền nhìn thấy Tần Lâm đang đứng trong phòng làm việc. Hai người chạm mặt nhau, vô cùng ngượng ngùng. Lúc trước Vương Hương Giai châm chọc Tần Lâm không tìm được bạn gái đẹp, bởi cô ta luôn để trong lòng việc Tần Lâm từ chối cô ta khi xưa, kết quả không thể ngờ rằng bạn gái của người ta lại là thiên hậu. Bây giờ lại là đồng nghiệp nữa sao? Vương Hương Giai chuyển từ bối rối sang ngạc nhiên. Cuối cùng lại chuyển thành vẻ mặt mỉa mai. Ha, còn tưởng rằng anh có năng lực gì, nhưng hóa ra lại là kẻ bám váy phụ nữ. Xem như anh lợi hại khi tìm được một người bạn gái như Tô Văn Kỳ, Vương Hương Giai cũng thừa nhận cô ta không thể nào so sánh với Tô Văn Kỳ được. Nhưng vậy thì sao, Tần Lâm anh vẫn là kẻ ăn bám phụ nữ đấy thôi. Nếu anh là một ông chủ lớn thì không sao, đằng này lại là một nhân viên quèn. Với thân phận của anh, tại sao Tô Văn Kỳ lại nhìn chúng anh chứ? Chắc chắn là ăn bám phụ nữ, Tô Văn Kỳ hẳn đã sắp xếp công việc cho anh. Khóe miệng Vương Hương Giai lộ ra vẻ giễu cợt, ha ha, tìm được bạn gái giàu có thì sao, cuối cùng thì cũng chỉ là cấp dưới của tôi thôi. Tần Lâm, đừng quan tâm về việc thử nghiệm của nhà máy Phúc Long nữa, cứ đưa báo cáo cho tôi. Tần Lâm không ngờ rằng trưởng phòng kiểm tra chất lượng lại là Vương Hương Giai. Anh cưỡi khẩy, nói cô đã nhận bao nhiêu tiền hoa hồng rồi. Có chắc là bọn họ đạt chất lượng chưa? Vương Hương Giai cau mày, lạnh lùng nói. Đây không phải việc mà một nhân viên còn con như anh nên quan tâm, ở công ty này, tôi mới là trưởng phòng. Hôm nay trước khi tan làm, đưa báo cáo đến văn phòng cho tôi, nếu không thì mai đừng đi làm nữa. Nói xong, Vương Hương Giai hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Tôn Vĩnh Tuyết và những người khác trong văn phòng đều tỏ ra giễu cợt, xem ra trưởng phòng Vương có quen biết với người mới. Có vẻ như còn khúc mắc gì đó nữa. Tên này đúng là đồ ngốc, vừa đến đã đắc tội với trưởng phòng Vương và đồng nghiệp rồi, muốn chết hay gì? Những người có IQ thấp như vậy bỏ tiền ra để vào công ty làm gì chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng mai mốt gì đó sẽ bị đuổi mất. Sau khi Vương Hương Giai rời đi, sắc mặt Vương Nhị vô cùng căng thẳng, cô thì thầm bên tai Tần Lâm. Anh Tần, dù gì chúng ta cũng chỉ là nhân viên mà thôi. Không có quyền thì không thể nào đấu với trưởng phòng được đâu. Tần Lâm cười khẩy, tại sao, công ty lớn như vậy lại chẳng có ai quản được trưởng phòng chắc,
cô ta định một tay che trời à? Hai, tôi đi tìm phó chủ tịch hỏi. Nói xong, Tần Lâm lập tức ra khỏi văn phòng. Anh Tần, Vương Nhị muốn cản anh lại nhưng không kịp nữa rồi. Tìm phó chủ tịch, đám người phó chủ tịch bọn họ đều cùng một ruột cả, tìm ông ta chẳng khác nào tự lao đầu vào lưới. Tần Lâm bấm thang máy lên tầng cao nhất, đến phòng làm việc của phó chủ tịch, sau đó gõ cửa. Vào đi, sau khi bước vào, anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên gầy gò đang ngồi trên ghế. Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì? Tần Lâm nói, tôi là người của phòng kiểm tra chất lượng, tôi muốn tố cáo trưởng phòng của phòng chất lượng nhận tiền hoa hồng. Phó chủ tịch Tiền cau mày, nghe xong, sắc mặt ông ta lập tức đanh lại. Cậu là cái thá gì mà dám tố cáo trưởng phòng? Cút xéo mau, ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa. Nghe vậy, Tần Lâm cười nhạt, xem ra đã tìm được đầu sỏ rồi. Mấy người bên dưới có thể kiêu ngạo như vậy còn không phải vì có người bảo vệ. Phó chủ tịch Tiền này chính là người đó. Mạnh Văn Cương phân thân không nổi. Bên tập đoàn Mạnh thì cũng có rất nhiều sản nghiệp, không quản hết được, cho nên mới ủy thác cho phó chủ tịch Tiền quản lý bên tập đoàn Hiên Viên này. Nhưng không ngỡ tên phó chủ tịch Tiền này lại dám ăn chặn tham ô ở giữa, không màng đến lợi ích của công ty, làm cho công ty tốt xấu lẫn lộn. Một phòng kiểm tra chất lượng, một phòng nhân sự, hai phòng ban quan trọng nhất công ty đã hoàn toàn bị hủy hoại. Nếu Tần Lâm không kịp thời phát hiện thì mấy hôm nữa thuốc có vấn đề sẽ được đưa ra thị trường. Người dân dùng phải loại thuốc này sẽ chửi mắng tập đoàn Hiên Viên, làm hỏng danh tiếng của sư phụ. Phó chủ tịch Tiền phải không? Được, tôi nhớ tên ông rồi, truy cập vào chuyên.oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Phó chủ tịch Tiền hừ một tiếng, nhớ tên tôi thì làm sao? Cũng không tự xem lại bản thân đi, cậu đã bị sa thải rồi, mau xéo đi. Nói xong, ông ta lập tức lấy điện thoại gọi cho phòng nhân sự. Alo, Cát Phong, gọi bảo vệ lên đuổi người mới ra ngoài cho tôi. Cát Phong cúp máy, tức tốc dẫn mấy người bảo vệ đi lên, nhưng Tần Lâm đã rời đi rồi. Phó chủ tịch Tiền, có chuyện gì vậy? Ông ta hung dữ đập bàn thật mạnh. Chuyện tốt cậu làm đấy chứ cái gì? Lần sau tuyển người thì mở mắt to ra mà nhìn. Thằng Watt kia muốn tố cáo trưởng phòng Vương kia, đúng là ăn no rừng mới. Cát Phong cũng ngây ra, Tần Lâm á. Người mà anh ta vừa thu nhận cũng chỉ có Tần Lâm mà thôi. Thằng cha này bỏ 500.000 đề vào phòng kiểm tra chất lượng chỉ để đi tố cáo thôi ư. Não tàn hay gì, nổi điên xong thì điện thoại của phó chủ tịch Tiền bỗng vang lên. Thấy tên người gọi, ông ta liền trở nên lo lắng, ngồi thẳng lưng rồi bấm nghe. Alo, Tổng Giám Đốc Mạnh ạ. Mạnh Văn Cương nói, sáng sớm ngày mai, Tổng Giám Đốc của tập đoàn Hiên Viên sẽ đi họp, mấy người chuẩn bị chút đi. Phó chủ tịch Tiền nghe vậy thì lấy lại tinh thần. Được, Tổng Giám Đốc Mạnh, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Mặc dù mọi người đều biết tập đoàn Hiên Viên và tập đoàn Mạnh Thị là người một nhà, nhưng ông chủ của tập đoàn Hiên Viên lại là một người khác. Ông chủ thần bí này còn không xuất hiện vào ngày cắt băng Khánh Thành. Từ đầu đến cuối, chưa một ai được gặp mặt ông chủ này cả. Không ngờ lần này ông chủ lại muốn họp. Lần này bọn họ phải chuẩn bị thật tốt, công việc ngoài mặt cũng phải làm cho nghiêm chỉnh. Cúp điện thoại, phó chủ tịch Tiền bắt đầu sắp xếp mọi việc, công ty cũng bận rộn hẳn lên, ngừng lại mọi việc đang làm lại, chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai. Mấy người TH phòng kiểm tra chất lượng cũng rộn ràng, chuyện nhà máy Phúc Long cũng tạm thời gác lại. Tôn Vĩnh Tuyết hơi lo lắng, nhắn hỏi trong nhóm trò chuyện công việc. Chị Vương, Tổng Giám Đốc mới đột nhiên muốn họp, hay là có thay đổi gì về quy tắc? Nhóm cô ta phải tốn mấy trăm nghìn mới mua lại được công việc này. Nếu như có chính sách gì mới, hoặc là tuyên truyền công tác của bọn họ thì coi như mất trắng rồi. Vương Hương Giai, yên tâm đi, có phó chủ tịch Tiền ở đây, có di chuyển thế nào cũng sẽ không sao cả. Tổng giám đốc mới là người trăm công nghìn việc, sẽ không rảnh mà lo chuyện của công ty đâu, tất cả sẽ do phó chủ tịch Tiền quyết hết. Tôn Vĩnh Tuyết, vậy thì được, đúng là nên đi theo phó chủ tịch Tiền mà. Đọc cuộc trò chuyện không hề kiêng kỵ của đám người, trong lòng Vương Nhị thấy khó chịu. Nhắn cho Tần Lâm. Anh Tần, anh bị đuổi à? Ngay lúc sau, Tần Lâm đáp. Yên tâm, mai gặp. Vương Nhị không hiểu gì, đắc tội trưởng phòng Vương và cả phó chủ tịch Tiền thì bị đuổi là cái chắc, còn mai gặp cái gì? Sáng sớm hôm sau, toàn bộ nhân viên quản lý của tập đoàn Hiên Viên đã ăn mặc chỉnh tề, ai cũng mặc âu phục đi giày ra chờ trong phòng họp. Đám người phó chủ tịch Tiền, Cát Phong, Vương Hưng Giai cũng ngồi thẳng lưng, tạo ấn tượng tốt cho chủ tịch mới. Đám Vương Nhị đứng ở phía sau, nhân viên bình thường như bọn họ chỉ có thể đứng họp. Cô ấy cầm điện thoại lên, hơi do dự,
nhưng vẫn nhắn tin cho Tần Lâm. Anh Tần, sắp họp rồi, anh có đến không? Vừa mới nhắn xong, Tần Lâm đã đẩy cửa đi vào. Vương Nhị vội vàng vẫy tay với anh rồi nói nhỏ. Anh Tần, ở đây, thấy Tần Lâm tới, Vương Hưng Giai trở nên giận dữ. Ai cho anh đến? Cát Phong cũng chào mày, Tần Lâm, cậu đã bị đuổi rồi, hôm nay cậu không có tư cách tham gia họp, mau ra ngoài đi. Phó Chủ tịch Tiền cũng lạnh lùng hừ một tiếng, bảo vệ làm ăn kiểu gì mà hạng người nào cũng cho vào thế hả? Vương Nhị nghe vậy thì biến sắc, không ngờ anh Tần thật sự bị đuổi việc rồi. Người nào làm việc nghiêm túc sẽ đều bị nhắm vào hay sao? Tần Lâm nghe vậy nhưng chỉ lạnh lùng cười. Sao, các người đều cho rằng tôi đáng bị đuổi à? Tần Lâm nhìn đám người ở phòng kiểm tra chất lượng, và cả mấy vị đồng nghiệp ở phòng nhân sự. Tất cả đều lộ vẻ cười cợt, phí lời, không đuổi anh thì đuổi ai, đừng có TH đây làm phiền chúng tôi họp nữa, mau biến đi. Bảo vệ đâu rồi, nhanh lên. Phòng kiểm tra chất lượng và phòng nhân sự đều biết Tần Lâm, một người mới có đầu óc không bình thường của công ty. Đắc tội trường phòng Vương, giám đốc Cát, chống đối phó chủ tịch Tiền, không đuổi anh thì đuổi ai. Thấy mọi người nhao nhao lên tiếng đòi đuổi Tần Lâm ra ngoài, nụ cười của Tần Lâm cũng tràn đầy ý vị. Anh đi đến vị trí rồi ngồi xuống. Này, đó là chỗ cho cậu ngồi chắc. Đứng dậy mau, muốn chết à, họ Tần kia, đó là vị trí của chủ tịch mới đấy. Lát nữa ngài ấy mà tới thì cậu chết chắc đấy. Không, không thể để thằng nhãi này phá phách TH đây được, nếu không chủ tịch mới sẽ nghi ngờ năng lực làm việc của chúng ta mất. Phó chủ tịch Tiền vẻ mặt trầm xuống, Cát Phong. Mấy người kia, lôi cậu ta ra ngoài cho tôi. Cát Phong đứng dậy, vén tay áo lên, không chờ bảo vệ tới mà ra tay luôn. Nhưng lúc này, cửa phòng làm việc lại mở ra, Mạnh Văn Cương đi vào. Sắc mặt mọi người thay đổi, vội vàng đứng dậy. Tổng giám đốc Mạnh, Mạnh Văn Cương gật đầu, tất cả ngồi đi. Đám Vương Hưng Giai hơi thay đổi sắc mặt, tên này vẫn chưa ra ngoài, mà Tổng giám đốc Mạnh lại tới rồi. Mong là cậu ta đừng có nói linh tinh gì trước mặt Tổng giám đốc Mạnh. Tổng giám đốc Mạnh, thật ngại quá, hiện giờ có chút rắc rối. Có một nhân viên bị đuổi việc đang làm loạn TH đây, chúng tôi sẽ đuổi cậu ta đi ngay. Cát Phong báo cáo một tiếng rồi gọi mấy người đàn ông khỏe mạnh đi lên. Tần Lâm, còn không cút ra ngoài đi, đừng có bắt bọn tôi phải đánh. Mạnh Văn Cương nghe vậy thì chau mày, nhìn Cát Phong rồi lạnh lùng nói. Ai cho phép cậu bất kính với chủ tịch Tần như vậy? Cậu muốn nghỉ việc rồi đúng không? Mạnh Văn Cương vừa dứt lời, tất cả trố mắt nhìn nhau. Chủ tịch Tần. Nói rồi, Mạnh Văn Cương cung kính đứng TH cạnh Tần Lâm rồi nói. Chủ tịch Tần, cậu cứ ngồi đã, mấy người này để tôi xử lý cho. Ông ấy nói xong thì tất cả đều ngây ra. Sao Mạnh Văn Cương lại cung kính với họ Tần này như vậy? Mạnh Văn Cương đã từng nói, 51% cổ phần của công ty đều nằm trong tay vị chủ tịch mới này, nên Mạnh Văn Cương cũng chẳng có quyền lên tiếng mấy. Ủng hộ chúng tôi truy cập vào chuyên.oan để đọc truyện nhé. Tại tập đoàn Hiên Viên, quyền lợi của chủ tịch mới mà là số 2 thì không ai số 1. Bọn họ cũng cho rằng chủ tịch mới là người giàu có nào, nhưng lại không ngờ rằng đó là một người trẻ tuổi như vậy. Vương Hưng Giai cũng trợn tròn mắt, Tần Lâm lại là chủ tịch tập đoàn Hiên Viên. Công ty lớn có tài sản hàng chục tỷ là của anh ta hết. Trước đó cô ta còn giễu cợt Tần Lâm, cho rằng Tần Lâm là phường ăn bám. Nhưng giờ nhìn lại thì Tần Lâm lại chỉ đang giả vờ. Cát Phong lại càng sốc hơn, Tần Lâm mới đến này lại là chủ tịch. Anh ta đã lấy của Tần Lâm 500.000 để Tần Lâm vào làm một nhân viên quèn đó. Anh ta vừa làm gì? Vơ vét tài sản của ông chủ mình. Chân Cát Phong mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất suýt chút nữa thì tê liệt. Sắc mặt của phó chủ tịch Tiền thì càng khó coi hơn, xám như cho tàn. Tần Lâm đến tìm ông ta để tố cáo Vương Hưng Giai. Nhưng ông ta lại mắng đuổi Tần Lâm ra ngoài, lại còn đuổi việc Tần Lâm. Chỉ cần không phải kẻ ngu thì ai cũng nhìn ra được sự mờ ám bên trong. Xong rồi, xong hết rồi. Cứ tưởng đây là một người mới có IQ thấp, thậm chí còn không có mắt nhìn. Nhưng nghĩ lại mới hiểu được, Tần Lâm này đang vi hành. Tần Lâm lạnh nhạt nói, khỏi cần, Tiểu Mạnh, cứ ngồi trước đi. Mạnh Văn Cương vội vàng gật đầu rồi tìm vị trí để ngồi xuống. Tiểu Mạnh, tiếng xưng hô này thật sự khiến mọi người kinh ngạc. Đến cả lãnh đạo Tôn còn gọi ông ấy là Tổng Giám Đốc Mạnh, vậy mà Tần Lâm lại gọi là Tiểu Mạnh. Mạnh Văn Cương ngồi xuống, toàn bộ phòng họp cũng yên lặng như tờ, tất cả đều yên tĩnh vô cùng. Đám Cát Phong luống cuống đứng đó, trố mắt nhìn nhau, lúng túng muốn chết. Tần Lâm ngồi ở vị trí chủ tọa,
sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Về phương diện quản lý công ty, tôi không hiểu lắm, nên về sau vẫn để Tiểu Mạnh quản lý. Nhưng hôm qua ở công ty, tôi phát hiện một số tình huống. Hiện giờ tôi có mấy chuyện cần tuyên bố. Đến rồi, Tần Lâm nói xong, tất cả đều TATS nên lo lắng. Đây gọi là chủ mới, trật tự mới. Tần Lâm này tuy không mải, chủ mới, nhưng là lần đầu đến công ty làm việc, đương nhiên phải có chút tuyên bố. Thứ nhất, cách chức phó giám đốc Cát Phong của phòng nhân sự, hơn nữa cấm cảnh trong toàn ngành. Các thành viên còn lại của phòng nhân sự giảm 70% lương, chức vị tạm thời được giữ lại. Thứ hai, đuổi toàn bộ thành viên của phòng kiểm tra chất lượng, bao gồm cả trưởng phòng Vương Hưng Giai, cấm cảnh toàn ngành, trừ Vương Nhị. Thứ ba, Vương Nhị của phòng kiểm tra chất lượng trở thành trưởng phòng, lương tăng gấp đôi. Thứ tư, cách chức phó chủ tịch Tiền, cưỡng chế thu mua cổ phần trong tay ông ta, chuyển giao cho trưởng phòng Vương Nhị mới nhậm chức. Tất cả đã nghe rõ chưa? Tần Lâm nói xong, trước mặt phó chủ tịch Tiền bỗng tối sầm, suýt nữa thì ngã xuống đất, đầu óc trống rỗng. Hết rồi, hết thật rồi. Sắc mặt của đám người kia đều rất khó coi. Vốn là bọn họ đều có tiền đồ rộng mỡ, nhưng bây giờ bị đuổi đã đành, còn cấm cảnh toàn ngành. Sau này họ biết sống sao đây? Mạnh Văn Cương đứng dậy, nhìn một lượt mấy người gây tội rồi lạnh lùng nói. Còn không mau cút ra ngoài, muốn đới tôi gọi bảo vệ à? Mạnh Văn Cương thực sự nổi giận, Tân Lâm không dễ gì đến đây, kết quả công ty lại xảy ra chuyện như vậy, cũng may tiểu sư huynh phát hiện sớm, nếu cứ để tiếp tục như thế thì danh tiếng của sư phụ sẽ bị hủy mất. Đám người này thật đúng là phá hoại mà, ông ấy hận không thể biểu hiện tốt được trước mặt Tần Lâm, vậy mà bọn họ lại biểu hiện như thế. Cách Mạnh Văn Cương xử lý chắc chắn sẽ còn mạnh tay hơn cả Tần Lâm. Có vài người sắc mặt xám xịt lại, giống hệt những cái xác sống lờ đờ bị đuổi ra khỏi phòng họp, sau đó Tần Lâm nói. Tiểu Mạnh, sau này những nhân viên ưu tú như Vương Nhị nhất định phải trọng dụng, nếu thiếu phó chủ tịch thì cứ để cô ấy thay thế vị trí đó đi, công việc không biết có thể dậy từ từ, nhưng nhân phẩm thì không thể nào học được. Mạnh Văn Cương gật đầu, được rồi, kể từ hôm nay trở đi, Vương Nhị sẽ giữ chức phó chủ tịch. Vương Nhị sửng sốt, cô trở thành phó chủ tịch ư? Ngày hôm qua cô còn là một nhân viên nhỏ bé bị người ta bắt nạt TH văn phòng, vậy mà hôm nay không những trở thành trưởng phòng kiểm tra chất lượng, mà còn một bước lên trời ngồi vào vị trí phó chủ tịch. Còn trở thành cổ đông của công ty nữa. Vương Nhị há hốc nhìn Tần Lâm, cảm thấy có chút kích động không nói nên lời. Được rồi, tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, phần còn lại mọi người tự mình nghiên cứu đi. Nói xong, Tần Lâm sải bước ra khỏi phòng họp, những người đứng trong phòng quay mặt nhìn nhau. Toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, giống như vừa trải qua một trận chiến lớn vậy. Tần Lâm đến rồi đi như sấm rền gió cuốn, ngay lập tức chỉnh đốn lại bộ phận kiểm tra chất lượng và bộ phận nhân sự, đuổi những người đáng bị đuổi, đề bạt những người nên đề bạt, sau đó quay lưng rời đi. Khí chất này không hổ danh là chủ tịch. Sau khi Tần Lâm rời khỏi tập đoàn Hiên Viên, Mạnh Văn Cương nhanh chóng đuổi theo, dù sao cũng không dễ gì gặp được tiểu sư huynh. Ông ấy cũng chẳng thèm xử lý mấy chuyện vớ vẩn đó ở công ty làm gì, vừa hay Vương Nhị mới nhận chức, nên ông ấy để cho cô luyện tập, công việc một chút. Mạnh Văn Cương nói, tiểu sư huynh, mấy hôm trước trên Facebook có hot search đã tiết lộ một vài thông tin của sư huynh, nhưng lãnh đạo Tôn cũng nhanh chóng liên hệ với mấy công ty giải trí đó rồi, bảo bọn họ gỡ hết mấy tấm ảnh đó xuống. Sau khi Tần Lâm và Tô Văn Kỳ xuất hiện TH chợ đêm tối hôm đó, mặc dù không có paparazzi nhưng vẫn bị rất nhiều fan chụp được. Đương nhiên Tần Lâm cũng bị bọn họ chụp dính. Sau đó có hot search trên Facebook, phần comment đúng là khu vực tai họa, nữ thần quốc dân bị tên nào đó chiếm lấy, nên ai ai cũng muốn tìm kiếm tin tức về tên cầm thú, này. May thay lãnh đạo Tôn đã ra tay, chẳng mấy chốc mọi việc đã được xử lý xong xuôi, cho nên thân phận của Tần Lâm mới không bị bại lộ. Nghe xong, Tần Lâm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, dù sao anh cũng ít tiếp xúc với giới giải trí, không ngỡ thông tin lại lan nhanh đến vậy. Mạnh Văn Cương nói, mặc dù đã giải quyết xong bên truyền thông, nhưng vẫn có một số người đã biết được thân phận của tiểu sư huynh rồi, có một ngôi sao nam tên Vương Tử, hình như định làm gì đó với sư huynh. Tần Lâm ngây ra một lúc, Vương Tử, là ai, là một nam minh tinh lưu lượng mới nổi mấy năm gần đây, hình như có vẻ thích Tô Văn Kỳ, nhưng tôi cũng đã sai người đi dằn mặt cậu ta trước rồi. Tần Lâm cười lạnh, còn tường là ai, hóa ra lại là ghen tuông trong giới giải trí. Vốn dĩ anh và Tô Văn Kỳ không hề có bất kỳ quan hệ gì, những chuyện trên báo đài cũng đều là hiểu lầm. Nhưng nếu có người không biết điều,
chủ động muốn gây sự thì đương nhiên Tần Lâm cũng sẽ không tốt lành làm gì. Đừng nói đến nam minh tinh nổi tiếng, dù là thiên vương ảnh đế ở đây, Tần Lâm cũng sẽ không xem ra gì. Mạnh Văn Cương chỉ có thiện ý nhắc nhở mà thôi, theo ông ấy thấy, một nhân vật nhỏ bé như vương tử căn bản không đủ tư cách làm đối thủ của tiểu sư huynh. Vương tử cậu là ai chứ, chỉ là một ngôi sao mà thôi. Còn tiểu sư huynh thì sao? Chính là thần y tại thế. Có thể giúp người sắp chết sống lại thì không nói làm gì, đã vậy thân thủ lại còn thiên hạ vô địch. Một trường cũng đủ khiến xe lửa dừng lại, thân thủ như vậy có đáng sợ không? Mạnh Văn Cương chỉ không muốn mấy con ruồi quấy dây tiểu sư huynh mà thôi, nếu ông ấy có thể giải quyết vấn đề thì sẽ tự ra tay, không phiền đến tiểu sư huynh làm gì. Sau khi dùng bữa với Mạnh Văn Cương xong, Tần Lâm liền vội vàng rời đi, bởi vì lúc đang ăn anh đã nhận được điện thoại của Diệp Văn Nhị, nói rằng y quán đã được sửa sang xong rồi, bảo anh qua đó xem thử. Đọc phun tại chuyên chấm ngoan cửa hàng mặt phố Tần Lâm mua lúc trước ở cạnh quảng trường Tân Dân đã được sửa sang lại, nhờ có mối quan hệ với Đoàn Bảo Đông, nên ông ta đã trực tiếp giúp Tần Lâm trang trí theo kiểu cách cao cấp nhất theo phong cách đông y, đương nhiên tốc độ cũng rất nhanh. Mạnh Văn Cương đã đích thân đưa Tần Lâm đến để xem qua y quán mới sửa sang lại một chút. Không hổ danh là lầu vương của Lâm Khoa, căn phòng này rộng rãi thoáng mát, cho dù là hướng lấy ánh sáng hay bố cục đều là tốt nhất. Nội thất phương đông đều là gỗ nguyên khối được trang trí từ trong ra ngoài. Tủ thuốc, bàn khám, đều mang kiểu dáng cổ kính. Khu vực châm cứu và xoa bóp cho bệnh nhân vô cùng hiện đại và sạch sẽ, điều kiện cũng thích hợp. Tần Lâm gật đầu, lòng ích huy này làm việc cũng tốt đấy, ít nhất anh cảm thấy rất hài lòng về y quán. Diệp Vãn Nhi cũng đến tham quan một hồi lâu, cô dọn dẹp một lượt với vẻ mặt đầy hưng phấn. Anh Tiểu Lâm, ngày mai y quán của chúng ta sẽ mở cửa, anh hào hứng không? Tần Lâm cười nói, sau này khi anh khám bệnh, anh sẽ dạy em một chút, trong vòng 3 năm anh sẽ làm cho em có thể khám bệnh được. Vậy thì tốt quái, Khổng Phàm Lâm lái xe đến ngay sau khi Mạnh Văn Cương rời đi. Lúc trước mừng thọ ông cụ Trúc, thiếu gia nhà họ Kim ở tỉnh Ly đã dẫn theo một vị bác sĩ đến, kết quả lại bị dăm ba câu nói của Tần Lâm làm cho bị sốc, nên ông ta đã quyết định theo Tần Lâm để học đạo. Hôm nay nghe nói y quán sắp khai trương, đương nhiên ông ta phải vội vàng đến giúp. Tần Đại Sư, Tần Lâm gật đầu, Vãn Nhi, vị này là sư phụ Khổng, sau này có lẽ ông ấy sẽ là người khám chính, em cứ theo ông ấy học hỏi là được. Mặc dù đã mở y quán, nhưng không phải lúc nào Tần Lâm cũng có thể khám bệnh được, y thuật của Khổng Phàm Lâm không tồi, sau một thời gian, nếu như tính tình không có vấn đề gì thì sẽ để cho ông ta chẩn đoán và điều trị các bệnh thông thường. Khổng Phàm Lâm nhìn một lượt xung quanh, ông ta hết lời khen ngợi về điều kiện của y quán, nhưng ông ta vẫn luôn chau mày, như thể đang băn khoăn điều gì đó. Tần Đại Sư, có thể nói Đông Hải là cái nôi của y thuật, nếu như xếp hạng thì có thể đứng đầu cả Hoa Hạ này. Vậy nên việc mở y quán TH nơi có nhiều chuyên gia hàng đầu như vậy không phải là chuyện dễ. Nghe Khổng Phàm Lâm nói xong, Tần Lâm chau mày, ý của ông là, ở khu này có không dưới 10 y quán lớn nhỏ. Nếu nghe nói chúng ta mở cửa, chắc chắn sẽ gặp rắc rồi. Tần Lâm cười nhạt, không sao, cứ để bọn họ tới. Những người cùng ngành cạnh tranh nhau là chuyện bình thường, cho dù ở tầng lớp xã hội nào cũng sẽ gặp, chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả. Người được xem là tài lớn gan lớn, như Tần Lâm, lại còn sở hữu y thuật vô song thì anh còn sợ bọn họ làm gì nữa. Ngày mai khai trương, Tần Lâm, Diệp Văn Nhi, Khổng Phàm Lâm, ba người họ dọn dẹp trong vài giờ. Phân loại dược liệu và sắp xếp các dụng cụ, đến gần nửa đêm mới TATS về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, y quán Hiên Viên chính thức khai trương. Y quán của Tần Lâm lấy danh hiệu của sư phụ để đặt tên, do đệ tử chân truyền của Diệp Hiên Viên thành lập nên, vì vậy mọi thứ ở đây đều sắp xếp theo thói quen của sư phụ. Ngày khai trương cũng không quá phô trương, thậm chí còn không đốt pháo, chỉ treo một tấm vải đỏ TH cửa để biết hôm nay là ngày khai trương. Chỉ là cả buổi sáng không có bệnh nhân nào đến. Y quán chính là như vậy, y quán mới mở thường không có người đến, vì bệnh nhân thường tin tưởng các bác sĩ lành nghề hoặc những bác sĩ mà họ quen thuộc. Buổi trưa, ba người đặt một ít đồ ăn đến y quán, vừa ăn xong, cửa y quán liền được mở ra. Mười mấy người đàn ông bước vào, tuổi tác những người này cũng không hề nhỏ, đều ăn mặc giống nhau, đa số mặc trường sam và áo khoác dài, bộ râu dê có chút khoa trương. Họ mang dáng vẻ điển hình của đông y xưa, khiến cho người khác có cảm giác thâm sâu khó lường. Ai là bác sĩ, vừa bước vào liền có cảm giác người đến không chút thiện ý. Tần Lâm ngồi sau bàn khám, điềm đạm nói.
Tôi, một người đàn ông lớn tuổi cau mày nói. Cậu là đại phu, chắc là học trò chứ gì, kêu sư phụ của cậu ra đây. Tần Lâm nói, y quán này do tôi mở, người mà các người muốn tìm chính là tôi, còn sư phụ của tôi thì, các người không xứng để gặp. Cái gì? Tần Lâm nói một cách ngang ngược, lập tức khiến cho mọi người bất mãn. Ông già kia hừ một tiếng, tôi là chủ của y quán Hạo Nguyên, Lý Hạo Nguyên, tôi đã theo nghề y ba mứa ơi năm nay, chữa cho không biết bao người, cậu nhóc có tí tuổi lại dám buông lời ngông cuồng ư. Tần Lâm nhìn Lý Hạo Nhiên một cái rồi điềm đạm nói. Ông theo nghề y mấy năm hay mấy chục năm đều không liên quan đến tôi, hôm nay các người đến thăm, tôi có thể giúp được gì không? Lý Hạo Nguyên nói, hừm. Còn trẻ mà đã ngạo mạn như vậy, mấy người ngồi đây, có ai không thể làm sư phụ của cậu được chứ? Không có chút thái độ tôn trọng nào cả. Để tôi nói cho cậu biết, Đông Y TH khu vực quảng trường Tân Dân không chỉ nổi tiếng ở Đông Hải mà thậm chí còn cả toàn tỉnh, nơi đây được mệnh danh là phố Đông Y Tân Dân. Muốn có chỗ đứng ở đây thì phải nhận được sự đồng ý của chúng tôi, nếu như lỡ may chỉ là hư danh, chẳng phải sẽ hủy hoại danh tiếng của chúng tôi sao? Vốn cho rằng cậu hiểu quy tắc. Sẽ chủ động đến thăm hỏi, nhưng tôi đợi cả sáng cũng không thấy cậu đâu, thật bất lịch sự, nên chúng tôi đành đích thân đến đây để cho cậu có thể diện. Lý Hạo Nguyên nói xong, mọi người đều hơi ngẩng đầu lên, thái độ trên cao nhìn xuống, mũi hướng lên trời. Kiêu ngạo như vậy lại không hiểu quy tắc, còn tưởng là cao nhân nào, không ngờ chỉ là một tên thanh niên còn con. Bây giờ người trẻ tuổi như vậy lại dám mơ y quán, thật nực cười. Tần Lâm cười khẩy khi nghe được những lời này. Đi chào hỏi các người, mấy người vẫn chưa đủ tầm đâu, hơn nữa, tôi cũng không cần các người cho tôi thể diện, Lý Hạo Nguyên cau mày, còn nhỏ tuổi mà đã kiêu ngạo như vậy. Nếu không dạy cho cậu một bài học, thì thật sự cậu sẽ không biết trời cao đất dày là đi. Mà thôi, cậu còn trẻ nên cũng không làm khó cậu nữa, quy tắc của phố Đông Y Tân Dân rất đơn giản, chỉ cần TH trước mặt mọi người chữa được một căn bệnh phức tạp, chúng tôi ắt sẽ chấp nhận cậu. Nếu không chữa được thì xin cậu hãy đóng cửa y quán, hoặc đổi sang nơi khác để không làm xấu danh tiếng của phố Đông Y chúng tôi. Mấy lão già này tuy kiêu căng ngạo mạn nhưng xem ra quy tắc cũng không làm khó người khác. Tần Lâm nói, vậy thì mời. Ở môi trường mới nếu muốn có chỗ đứng, thì phải luôn thể hiện một điều gì đó khác biệt. Nếu không sẽ thường xuyên bị mấy kẻ rác rưởi đến soi mói, Tần Lâm cũng cảm thấy khó chịu. Thay vì vậy, tốt hơn hết là cứ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Phải làm cho bọn họ bị sốc. Lý Hạo Nguyên quay lại cùng bàn bạc với đám người. Tên nhóc này vô cùng kiêu ngạo, có cần áp đảo tỉnh thần cậu ta trước không? Hừm, loại người này nếu TH đây mơ y quán, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chúng ta, hay là chúng ta mời Vương lão ra đến để cho cậu ta biết tay. Chuyên chấm oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Vương lão gia bị viêm cột sống dính khớp đấy, chữa không khỏi được đâu, không biết ông ấy có chịu không? Viêm cột sống dính khớp là một bệnh viêm mãn tính có thể kèm theo cơn đau và cứng khớp từ lưng xuống bàn chân. Y học hiện nay không thể chữa khỏi căn bệnh này mà chỉ có thể làm thuyên giảm, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Nên nó cũng được xem là bệnh khó chữa. Thân phận Vương lão gia không tầm thường, tính tình nóng nảy, lại mắc bệnh lý khó chữa, chữa không khỏi lại thành ra hành hạ người bệnh, về lâu về dài Vương lão gia sẽ càng cáu gắt hơn, thậm chí có lúc còn đánh cả bác sĩ. Những bác sĩ đồng y như bọn họ đều đã qua tay. Vương lão gia, cũng bởi vì người ta có tiền có địa vị, nên họ cũng chỉ biết nhẫn nhịn mà thôi. Vốn dĩ bọn họ đến để làm khó Tần Lâm, nhưng nếu tên nhóc này biết điều và khiêm tốn một chút, có lẽ bọn họ sẽ chỉ tìm đại một bệnh nhân để đánh giá y thuật của Tần Lâm là được. Nhưng bây giờ xem ra tên nhóc này hoàn toàn không biết điều. Nếu đã như vậy thì cũng không cần cho anh mặt mũi làm gì, để cho anh biết được. Không dễ gì có thể lăn lộn TH phố Đông Y. Được, vậy mời Vương lão gia qua đây. Nói xong, Lý Hạo Nguyên cầm điện thoại lên gọi cho Vương Nhất Thủy. Alo, Vương lão gia ạ. Tôi là Lý Hạo Nguyên, phố Đông Y chúng tôi mới mở một y quán. Có một bác sĩ Đông Y trẻ tuổi nói rằng có thể chữa được bệnh của anh có muốn đến thử không? Vương Nhất Thủy nghe xong, trầm giọng nói, có thể chữa khỏi bệnh của tôi. Cậu chắc chứ? Khóe miệng Lý Hạo Nguyên lộ nụ cười giễu cợt, cái này tôi cũng không rõ nữa, chính cậu ta nói vậy, anh cứ đến thử là được. Hừm, cũng được, tôi đi thử xem sao, nếu như không khỏi, tôi sẽ không tha cho cậu ta đâu. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Lý Hạo Nhiên lộ ra vẻ đắc ý, hắn quay đầu nói với Tần Lâm. Lát nữa bệnh nhân sẽ đến,
nếu cậu có thể chữa khỏi thì chúng tôi sẽ thừa nhận cậu. Tần Lâm điềm đạm nói, tôi không cần mấy người thừa nhận, miễn là sau này mấy người đừng đến phiền tôi là được. Lý Hạo Nguyên hừ lạnh một tiếng, thực quá kiêu ngạo, mấy người bọn họ là bác sĩ đông y lâu năm, đều là những người tài giỏi. Không giống như các chuyên gia ở bệnh viện đông y, những chuyên gia già đó đều thuộc giới khoa học và tiến hành nghiên cứu không ngừng trong lĩnh vực khoa học. Còn bọn họ là bác sĩ ở phố đông y, căn bản họ đều kế thừa từ những bậc thầy đích thân truyền dạy, không lai tạp từ bên ngoài, hơn nữa bệnh nhân cũng rất nhiều, nên vô cùng có kinh nghiệm, cơ bản chỉ cần có một sở trường là được. Ví dụ như Lý Hạo Nguyên chuyên trị phong thấp, tất cả các loại bệnh liên quan đến phong thấp đều được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng chỉ có một bệnh duy nhất hắn vẫn chưa chữa được, đó chính là bệnh của Vương Nhất Thủy. Có biết bao cao thủ đang tụ họp ở đây, thành phố Đông Hải vốn có phong cảnh đẹp, cách một khoảng thời gian lại có người đến đây bái sư học nghệ. Tần Lâm cũng hay thật ấy, đứng trước nhiều cao thủ tiền bối như vậy mà chẳng biết khiêm tốn. Loại người như thế này, sau này làm sao có thể sinh tồn trong xã hội được chứ? Mà thôi, đợi tí nữa Vương lão ra đến, anh sẽ biết thế nào là lễ độ. Chẳng mấy chốc, một chiếc Rolls Royce dừng ở cổng y quán, một ông lão ngồi trên xe lăn, đằng sau là một vệ sĩ cường tráng đang đẩy ông ta đi đến. Vương Nhất Thủy sắc mặt u ám, cổ chân đau gần chết, chỉ đi thôi cũng đau đớn không chịu nổi, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Ai là người bảo sẽ chữa khỏi bệnh cho tôi? Lý Hạo Nguyên chỉ Tần Lâm, nói chính là cậu ta. Vương Nhất Thủy nhìn Tần Lâm trẻ như vậy, cau mày. Sao lại là một thằng nhãi con? Cậu có kinh nghiệm chữa bệnh không? Vương Nhất Thủy nói với giọng điệu coi thường, loại thái độ này khiến cho người khác vô cùng khó chịu. Tần Lâm cau mày nói, tôi nhìn ông không vừa mắt, không chữa. Năm đó sư phụ Diệp Hiên Viên mở y quán, có ba loại không chữa. Kẻ xảo quyệt cay nghiệt, không chữa. Kẻ bất nhân bất nghĩa, không chữa. Kẻ nhân phẩm bất chính, không chữa. Nhưng đến lượt Tần Lâm hôm nay, ba không chữa liền đổi thành, đều không chữa. Hễ khiến anh thấy không vừa mắt, anh đều không chữa. Người bệnh muốn chữa bệnh, bản thân cần cầu cứu bác sĩ, nên tôn trọng nhân viên y tế. Loại người như Vương Nhất Thủy, cứ cho mình là người có quyền, có tiền, liền có thể muốn gọi người đến là đến, Tần Lâm cũng lười chữa cho ông ta. Vương Nhất Thủy vừa nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Gọi tôi đến xong lại bảo không chữa cho tôi. Chẳng phải là đang đùa tôi sao? Cậu biết Vương Nhất Thủy tôi là người thế nào không? Tôi thấy có vẻ như cậu muốn chết lắm rồi. Lời vừa dứt, vệ sĩ sau lưng Vương Nhất Thủy lập tức đứng dậy, dường như chuẩn bị ra tay. Vương Nhất Thủy có thân phận như thế nào? Là ông chủ của công ty giải trí, giới giải trí của cả tỉnh Hán Đông đều phải nể mặt Vương Nhất Thủy. Tên nhãi con này lại dám láo xược trước mặt ông ta, đúng là muốn chết mà, có vẻ cũng không muốn mở y quán này nữa. Tần Lâm cười lạnh, tôi khuyên mấy người, tốt nhất đừng ra tay ở chỗ tôi. Nếu không người bị thương chính là mấy người. Lời Tần Lâm vừa dứt, cổng lớn đột nhiên được đẩy ra, một người đàn ông lang thang khập khiễng đi tới, sắc mặt tái nhợt, cau mày, khuôn mặt nhăn nhúm lại, trông có vẻ như vô cùng đau đớn. Vừa vào, nhìn thấy nhiều người như vậy, người đàn ông lang thang thấy hơi lo lắng. Phải xếp hàng à, hay là ngày mai tôi quay lại? Nhìn thấy nhiều người đứng ở đây đến vậy, người đàn ông lang thang hơi lo lắng, theo bản năng muốn đi ra ngoài, Tần Lâm nói. Vẫn nhị, đi tiếp người bệnh. Diệp Vãn Nhi vội vã gật đầu, tiến lên kéo tay người đàn ông lang thang nói. Chú đi vào đi ạ, bọn họ không đến để khám bệnh. Người đàn ông lang thang lúc này mới hoàn hồn, có chút ngại ngùng, xoa tay nói. Tôi thấy mấy người mới mở y quán, phí khám bệnh, có thể giảm giá không? Người đàn ông lang thang thò tay trái vào túi, lấy ra mấy chục tệ, vô cùng lo lắng. Tần Lâm nói, chữa bệnh trước, tiền khám không cần gấp. Diệp Vãn Nhi đỡ người đàn ông lang thang ngồi xuống trước bàn khám bệnh của Tần Lâm. Đám Lý Hạo Nguyên lập tức nổi giận, thằng nhãi này có ý gì? Bao nhiêu người chúng tôi đang đứng đây chờ, vậy mà cậu dám khám cho một tên lang thang? Tần Lâm vừa bắt mạch cho người đàn ông lang thang vừa lạnh lùng nói. Chú ấy là người bệnh, mấy người không phải, không đuổi các người đi đã là nể mặt lắm rồi, đừng nói vớ nói vẩn nữa. Cậu, tên nhãi này kiêu căng quá rồi. Chưa kể đến bao nhiêu bậc thầy đông y còn đang đứng bên, nhưng Vương lão gia cũng ở đây, vậy mà cậu ta dám chữa bệnh cho một người đàn ông lang thang. Được, tôi xem cậu có chữa kiểu gì. Tần Lâm nói xong, cũng không quan tâm đến đám người ấy nữa, chỉ chuyên tâm chữa bệnh cho người đàn ông lang thang trước mặt. Sau vài phút bắt mạch, Tần Lâm hỏi vài câu,
Đám người Lý Hạo Nguyên mặc dù không trực tiếp bắt mạch, nhưng qua dáng vẻ khập khiễng lúc nãy của người bệnh, với mấy câu trả lời về bệnh tình liền đoán ra. Người đàn ông lang thang này cũng bị viêm cột sống dính khớp. Lý Hạo Nguyên lộ vẻ cười cợt, tình CTH quá, lại là bệnh này. Lúc trước khi Vương lão ra đến, Tần Lâm giả vẻ như có thể chữa mà không chữa, nhưng bây giờ thì sao, anh chủ động đồng ý chữa cho người bệnh, có thể không chữa được sao? Chỉ cần chữa là lộ tẩy ngay. Lý Hạo Nguyên là cao thủ chữa các loại bệnh phong thấp, tinh thông các phương thuốc cổ truyền, chỉ cần Tần Lâm ra tay, hắn liền có thể tìm được sơ hở, phê bình anh tan tác tơi bời, khiến anh không còn cách nào tiếp tục mở y quán được nữa. Sau khi hỏi vài câu, Tần Lâm gật đầu, chú bị viêm cột sống dính khớp, chuyện nhỏ. Lời vừa dứt, Lý Hạo Nguyên cười nhạt, chuyện nhỏ sao, tên họ Tần kia, cậu có biết y thuật không vậy? Không chỉ đông y, bây giờ trên thế giới, bệnh viêm cột sống dính khớp không có cách nào chữa khỏi hẳn, chỉ có thể dùng một số phương pháp làm giảm cơn đau mà thôi. Chỉ có điều, mấy phương pháp này cần thường xuyên kiểm tra, mỗi lần kiểm tra lại tốn tiền, cuộc sống của bệnh nhân này hiển nhiên chẳng dư giả gì, trong túi chắc chỉ có mấy đồng, cậu lừa người ta đây là chuyện nhỏ, lương tâm của cậu đi đâu rồi? Vừa nghe xong câu này, mặt người đàn ông lang thang biến sắc, ông ấy vốn chẳng có mấy đồng, mặc dù tuổi tác lớn nhưng cơ thể lắm bệnh, muốn đi làm cũng khó, chỉ có thể dựa vào việc nhặt ve chai kiếm sống. Truy cập vào chuyên.oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Nếu như bảo ông ấy 3 hay 5 ngày kiểm tra lại một lần, e rằng ông ấy không có đủ tiền để chỉ trả. Vương Nhất Thủy lạnh lùng bàng quang, ông ta muốn xem, thằng nhãi này định lừa lọc thế nào, nếu tí nữa bị người khác bóc trần mánh khóe, ông ta sẽ đập nát cái y quán này. Tần Lâm nhìn Lý Hạo Nguyện, lạnh lùng cười một tiếng. Cho rằng bệnh này là một loại bệnh khó xử lý là vì trình độ của mấy người không đủ mà thôi. Đừng có dùng mấy cái kỹ thuật gà mờ của cậu để so sánh với người khác. Sao y thuật của tôi không phải là thứ mà các người có thể đoán ra? Cái gì, quá ngông cuồng, lời của Tần Lâm lại khiến mọi người nổi giận thêm lần nữa. Thằng nhãi này đúng là quá sức kiêu ngạo, trước nay chưa từng thấy vị bác sĩ nào ngông cuồng đến vậy, cho dù là chuyên gia nhiều kinh nghiệm ở bệnh viện nhân dân khi nói chuyện với bọn họ thì vẫn phải dùng giọng điệu muốn học hỏi, cùng nhau học tập. Bọn họ đều là những người đứng đầu trong ngành, thằng nhãi này là cái thá gì chứ? Mới 20 tuổi đầu, học y được mấy năm, khám được cho bao nhiêu người. Nói khoác mà không biết ngượng, Tần Lâm lười để ý bọn họ, nói với Khổng Phàm Lâm. Chuẩn bị 3 chỉ tam thất, 5 chỉ bạch đan, 1 lượng bát tiên thảo, đem tất cả chỗ thuốc đó nghiền thành bột. Khổng Phàm Lâm vội vã gật đầu, lập tức đi làm. Tần Lâm lại nói, Vãn Nhi chuẩn bị 1 ấm nước sôi, 1 ấm nước lạnh. Vâng, hai người bận rộn mấy phút, tất cả dược liệu đã được chuẩn bị đủ. Bột thuốc đông y được chia làm 2 phần, đổ vào 2 ấm nước lạnh và nước sôi. Mời chú cởi giày, người đàn ông lang thang cởi tất, kéo quần lên, bây giờ hai cổ chân đau đến vùng gần bắp chân, ngay cả động tác đơn giản như cởi giày cũng đau đến mức toát hết mồ hôi. Tần Lâm đưa ấm nước lạnh qua, một ngụm uống hết, khi uống, phải dùng ấm nước nóng này dội xuống chân chú, sẽ hơi nóng một chút, chú chịu khó nhịn một tí. Người đàn ông lang thang gật đầu, ông ấy phải chịu khổ quanh năm. Đương nhiên có thể nhìn chút đau đớn này. Nhìn thấy Tần Lâm chữa bệnh như vậy, mọi người đều có chút mù mờ, trố mắt nhìn nhau. Lúc sau, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Lý Hạo Nguyên. Đơn giản thôi, Lý Hạo Nguyên là cao thủ chữa bệnh phong thấp, nếu hắn không biết thì người khác chắc chắn không biết. Lý Hạo Nguyên lại lạnh lùng cười một tiếng. Vớ vẩn, tất cả chỉ là vớ vẩn. Hơn nữa, chưa cần nói đến phương thuốc kia như nào. Chỉ riêng việc dội nước sôi xuống chân đã là hại người rồi. Ai có thể chịu được nước sôi sùng sục như vậy chứ? Cho rằng người ta là kẻ lang thang thì có thể chữa vớ chữa vẩn sao? Lý Hạo Nguyên dù sao cũng có quyền lực, lời hắn vừa nói ra, người khác đều vội vàng hỏi. Bác sĩ Lý, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lý Hạo Nguyên hừ lạnh một tiếng. Thằng nhãi này chắc chắn là kẻ lừa đảo. Cậu ta bắt người bệnh uống nước lạnh, dùng nước sôi dội xuống chân, bên nóng bên lạnh. Là đề khiến hai chân người bệnh tê dại, không cảm thấy đau đớn nữa. Không cảm thấy đau liền nghĩ khỏi bệnh rồi, người bệnh đương nhiên sẽ cảm kích vô cùng, nhưng trên thực tế, bệnh tình đâu có khỏi, chỉ bị tê mà thôi. Tôi đã gặp qua nhiều loại lang băm nhưng đây là lần đầu được gặp loại lang băm bất lương, lừa lọc như thế này. Loại người này, nếu như ở trong phố đông y chúng ta nhất định sẽ làm bại hoại danh tiếng của chúng ta. Cút, cút khỏi phố đông y. Mấy vị bác sĩ khác cũng tức giận mà nhìn,
lừa gạt bệnh nhân như vậy, với loại coi mạng người như cỏ rác đâu khác gì nhau, bác sĩ bất lương là loại đáng hận nhất. Người đàn ông lang thang cũng nghe thấy lời bọn họ nói, sắc mặt cũng có chút kỳ lạ, nhưng vẫn nghiến răng, bưng ấm nước lạnh lên rót vào miệng. Chữa không khỏi thì không khỏi, có thể khiến ông ấy đỡ đau đớn một chút là được rồi. Nước lạnh chảy xuống cổ họng, người đàn ông lang thang toàn thân run rẩy. Sau đó, Tần Lâm lập tức dội thuốc có tính nhiệt lên hai chân ông ấy. Nước sôi nóng bỏng dội lên chân ông ấy, người đàn ông lang thang cau mày, mặc dù rất nóng, nhưng không rên một tiếng nào, cũng chưa nóng đến mức không chịu nổi. Nếu như bình thường, bị nước sôi như này dội vào chắc chắn sẽ bị bỏng, nhưng bây giờ, nhờ vào tác dụng của thuốc bột, uy lực của nước sôi không lớn đến vậy. Nước sôi liên tục tưới lên chân của người đàn ông lang thang, cùng lúc đó, hai ngón tay của Tần Lâm khều một cái, kẹp lấy một cây kim bạc, trở tay ấn xuống, âm trầm đâm xuống huyệt vị trên mắt cá chân của người bệnh. Người bệnh vẫn đang uống nước lạnh, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, dường như chẳng hề hay biết trên chân mình có một cây kim bạc. Chiêu này khiến bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Phương thuốc thì có thể ăn cắp, phương pháp chữa bệnh thì có thể làm bừa. Nhưng chiêu, ngân châm đảo huyệt, này thì cần có bản lĩnh mới làm được. Ơi bình thường nếu cầm kim bạc lên, còn không đâm được vào da, kim bạc vừa mảnh vừa mềm, không biết cách đương nhiên không thể nào cắm vào huyệt được. Nhưng lúc này Tần Lâm dùng kim bạc đâm vào huyệt, nhẹ nhàng như vậy, không phải là điều người bình thường có thể làm được. Thằng nhãi này cũng có chút năng lực ấy. Tần Lâm đâm cây kim bạc đầu tiên, cây thứ hai ngay sau đó, vừa dội nước sôi vừa châm cứu. Hai cây kim bạc đâm vào cùng một huyệt vị, một cái nông, một cái sâu. Cây thứ hai vừa đâm xuống, người đàn ông lang thang đột nhiên phản ứng lại, gò má hồng lên, trán toát mồ hôi, dường như toàn thân bị nóng ran. Đột nhiên, có người kinh ngạc kêu lên, thiêu sơn hỏa, là thiêu sơn hỏa. Thiêu sơn hỏa là một kỹ thuật châm cứu cao siêu vô cùng, là kỹ thuật mà nhiều bác sĩ đông y vẫn luôn theo đuổi, nhưng rất ít người thể sử dụng nó. Không ngờ rằng, người thanh niên trước mắt lại có thể dùng thiêu sơn hỏa. Cách châm cứu của Tần Lâm không chỉ đơn giản là thiêu sơn hỏa. Rất nhiều đại sư đông y khi châm cứu, đều phải tập trung toàn lực, bệnh nhân nằm yên trên giường, hai tay cầm kim khống chế lực đạo của để châm cứu, những yếu tố này thiếu một điều cũng không được. Nhưng còn Tần Lâm thì sao, một tay cầm kim không nói, tay khác còn cầm ấm nước, một lúc làm hai việc, người bệnh còn ngồi trên ghế, lúc nào cũng có thể động đậy. Cho dù dưới điều kiện như vậy, vẫn có thể sử dụng thiêu sơn hỏa, kỹ thuật như vậy thành thục quá. Người đàn ông lang thang uống hết một ấm nước lạnh, ợ một tiếng, cùng lúc đó, ấm nước sôi trong tay Tần Lâm cũng dội hết. Hai cây kim được rút ra, Tần Lâm cầm một cây kim vừa mảnh vừa dài, lại đâm vào đầu gối của người đàn ông lang thang. Lần này, tay trái ấn xuống đầu gối ông ấy, tay phải đâm vào. Kim bạc đâm vào, Tần Lâm không hề bỏ tay ra mà rút cây kim bạc lên một chút. Sau đó, lại đâm vào thêm mấy phân, một lần rút, một lần đâm, liên tục 9 lần như vậy. Thấu thiên lương, là thấu thiên lương, là phương pháp châm cứu nổi tiếng ngang ngửa thiêu sơn hỏa, thấu thiên lương. Thiêu sơn hỏa, thấu thiên lương, một cái nạp, một cái xả. Hai phương pháp châm cứu này vô cùng cao thâm, hơn nữa hiệu quả vô cùng cực đoan, nên ít khi được sử dụng, cho dù là cao thủ đông y cũng không dám tùy tiện dùng phương pháp này châm cứu cho bệnh nhân. Tần Lâm là một người gan to tài lớn, dám cùng lúc sử dụng hai phương pháp châm cứu này, nếu như là bác sĩ khác, bên nạp bên xả như vậy rất có thể sẽ gây tổn thương cho người bệnh. Thấu thiên lương rút ra 9 lần, đâm vào 9 phát, người đàn ông lang thang thở ra một hơi, như được thả lỏng. Tần Lâm thu kim, được rồi, nói xong, người đàn ông lang thang đứng dậy, đi tới đi lui mấy bước, đột nhiên cảm thấy cả người thoải mái, dưới chân có lực. Thần y, cảm ơn. Cảm ơn, người đàn ông lang thang nói xong liền quỳ xuống trước Tần Lâm, chữa khỏi bệnh cho ông ấy cũng như cứu mạng ông ấy vậy. Sau này ông ấy cuối cùng có thể tự mình kiếm sống rồi. Người đàn ông lang thang rút mấy chục tệ còn lại trong túi ra đặt trên bàn Tần Lâm. Bác sĩ, chỗ tiền này của tôi nếu không đủ sau này tôi sẽ kiếm tiền trả cậu. Tần Lâm cầm khăn trắng lên lau tay nói, chỗ tiền này đủ rồi. Vành mắt người đàn ông lang thang ửng đỏ, liên tục nói cảm ơn. Sau đó mới rời khỏi y quán. Lúc rời đi, bước chân mạnh mã. Nhìn thấy thay đổi của người đàn ông lang thang trước và sau khi bước vào cửa, mọi người đều yên lặng. Trên thực tế, khi Tần Lâm sử dụng thiêu sơn hỏa đã không có ai dám nói gì rồi, cứ nhìn chằm chằm Tần Lâm châm cứu, muốn học hỏi một chút.
Tần Lâm lau tay xong rồi nói. Đều thấy đủ chưa, có thể đi rồi đấy. Nghĩ đến lúc nãy, bọn họ đều giễu cợt Tần Lâm, nói những người có mặt ở đây đều có thể làm thầy của anh. Nhưng khi Tần Lâm chữa bệnh, bọn họ ai ai cũng nhìn trộm, học lỏm, hận không thể móc mắt mình ra. Mấy bác sĩ ai ai cũng cảm thấy gò má đỏ rực, không còn gì để nói. Tần thần y trẻ tuổi mà có tài quá, là do mắt tôi có vấn đề. Không sai, cái gọi là anh hùng tuổi trẻ tài cao, phố đông y của chúng ta có một thần y trẻ tuổi rồi. Tần thần y, tôi là Liễu Tường Lâm của y quán Liễu Thị bên cạnh, về sau chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé. Tần Lâm chữa bệnh xong, mấy bác sĩ già này đột nhiên đỏ mặt, ai cũng cười như lấy được, lại gần tạo quan hệ với Tần Lâm. Bọn họ thực sự muốn học phương pháp thiêu sơn hỏa và thấu thiên lương này. Nhưng đứng trước mặt người trẻ tuổi như vậy đều không bỏ được thể diện, dù sao trước đây còn nói người ta không chữa nổi bệnh, kết quả bây giờ lại đi cầu xin người ta, há chẳng phải là mất mặt sao? Sắc mặt Lý Hạo Nguyên trở nên khá khó coi, lúc trước khi chế giễu Tần Lâm, hắn là người mắng chửi anh hăng nhất, kết quả bây giờ đúng là bẽ mặt mà. Những người khác đều nhiệt tình tiến lại làm quen Tần Lâm. Hắn lại chỉ có thể đứng đó, mất hết mặt mũi. Bọn họ đều cần mặt mũi, Vương lão gia thì không cần. Vừa nhìn thấy người đàn ông lang thang được chữa khỏi bệnh, ông ta lập tức vô cùng hưng phấn. Thần y, tiểu thần y, mau khám bệnh cho tôi cũng bị bệnh đấy. Tần Lâm lạnh lùng cười nói, tôi nói rồi, tôi không thấy vừa mắt nên không chữa, tiễn khách. Khổng Phàm Lâm đứng dậy nói, các vị, mời. Vương Nhất Thủy lập tức luống cuống, vội vàng đứng dậy từ xe lăn. Khập khiễng đi đến trước mặt Tần Lâm, cúi người 90 độ, khách khí nói. Xin tiểu thần y đừng trách móc, bao nhiêu năm nay tôi đã bị biết bao tên lang băm lừa bịp nhiều lần nên mới nói lời bất kính với câu. Mona câu lưng thứ, thần y kẻ hèn Vương Nhất Thủy mặc dù không phải người có quyền có thế gì, nhưng cũng được coi là giàu có một phương, mỗi năm đều làm từ thiện, chỉ có điều tính khí không tốt, xin thần y tha thứ, nếu như thần y không thể nguôi giận, vậy để tôi quỳ xuống. Nói xong. Vương Nhất Thủy liền quỳ xuống. Tần Lâm nói, thôi, ông đứng dậy đi. Lời này Vương Nhất Thủy nói vô cùng chân thành, dù sao cũng không phải loại bất nhân bất nghĩa, Tần Lâm cũng có thể ra tay giúp đỡ. Vương Nhất Thủy vội vã cảm ơn lia lịa, dáng vẻ ngông nghênh của một doanh nhân lớn cũng không còn, ông ta lễ phép ngồi trước mặt Tần Lâm, duỗi tay chuẩn bị để anh bắt mạch. Đầu là bệnh nhỏ, cách chữa cũng không khác lúc nãy mấy, Tần Lâm bắt mạch xong liền nói với Lý Hạo Nguyên. Mấy người đi đi. Thiêu sơn hỏa, thấu thiên lương, có nhìn thêm 10 lần nữa mấy người cũng không học được đâu. Bản mặt già của mấy vị bác sĩ đều đỏ lên, mọi người đứng ỉ đấy không chịu đi là vì muốn nhìn cách Tần Lâm sử dụng phương pháp châm cứu, nhưng lời anh nói đều là sự thật, loại phương pháp châm cứu cao siêu thế này, muốn học và sử dụng được, ngoài thần y việc phải nắm được kỹ thuật, còn cần luyện tập trong thời gian dài. Bọn họ muốn học thì khó như lên trời, mấy vị thần y không nỡ rời đi. Tần Lâm bắt đầu chữa bệnh cho Vương Nhất Thủy. Chứng bệnh tương tự, phương pháp chữa cũng tương tự, mặc dù cũng có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng khi hoàn tất việc chữa bệnh, Vương Nhất Thủy lại hạnh phúc muốn chết. Tần thần y, cậu đúng là thần. Căn bệnh dai dẳng suốt 20 năm của tôi đã được cậu chữa khỏi rồi. Thần y ra giá đi, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Vương Nhất Thủy vô cùng giàu có, Tần Lâm chữa khỏi bệnh cho ông ta, bao nhiêu tiền ông ta cũng không tiếc. Tần Lâm nói, đưa 50 tệ là được. Lúc trước người đàn ông lang thang cũng đưa 50 tệ, cùng một loại bệnh, Tần Lâm đương nhiên đối xử như nhau, dù sao anh chữa bệnh cũng không vì kiếm tiền. Vương Nhất Thủy lập tức sững sờ, sau đó, thở dài một hơi nói. Thần y đúng là đại tài, hoàn toàn khác mấy kẻ phàm phu tục tử. Thần y thế này đi, mấy hôm nữa, tôi sẽ dùng danh nghĩa của Tần thần y thành lập một quỹ từ thiện, đầu tư 100 triệu để làm từ thiện, xây trường học. Tần Lâm gật đầu, được. Dù sao Vương Nhất Thủy cũng thích làm từ thiện, Tần Lâm đương nhiên không phản đối. Vương Nhất Thủy lấy danh thiếp ra đưa cho Tần Lâm rồi nói. Vương Mỗ là ông chủ của công ty giải trí Tinh Vân, kinh doanh ngành giải trí, Tần thần y vẫn là người ngoài ngành, chắc không biết tôi. Có điều con trai tôi chắc cậu biết, Vương Tử, là ca sĩ. Diệp Vẫn Nhi đứng bên cạnh sững sờ, Vương Tử, là Vương Tử biểu diễn trong chương trình gặp nhau cuối năm ngoái sao. Vương Nhất Thủy cười rồi gật đầu, đúng vậy, con trai tôi thích xuất hiện trước công chúng, nên cũng có chút tiếng tăm, khiến mọi người cười chê rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.